Hello cả nhà nha. Thì đêm nay mình lại chia sẻ cho anh em tiếp về cái con IC này nha. Rồi, bận tình gì và kiểm tra như thế nào, hy vọng rằng anh em xem, cố gắng. Bật thêm cái điện lên cho anh em sáng sủa nha. Rồi, ok. Thì chúng ta chia sẻ dùm nhá, mình không cầm điện thoại ở đây nha anh em. Điện thoại mình để quên ở nhà rồi. Có gì anh em chia sẻ dùm nhá. Vũ Phát xin chào người anh em. Thấy xe đã chuẩn bị xong. Và mình sẽ hướng dẫn anh em cách đo. Và tối nay mình lại chia sẻ anh em một chút xíu. Nó đơn giản như sau. Thì anh em nào biết rồi thì bỏ qua nhá. Anh em nào chưa biết chịu khó vào học, nhớ nhớ là tốt và nhớ cách xử lý. Và dạo này anh em thợ làm chết những con IC nhiều quá nha, nó phí. Những IC này giá tiền nó khá là cao. Mất anh em mấy triệu. Anh em làm chết IC nhiều quá nha. Thì bữa giờ mình bán anh em IC cũng khá khá do anh em làm chết khá là nhiều. Được không ạ? Đây là khúc nhỏ thôi nha. Đây là khúc nhỏ. Hy vọng rằng chúng ta đừng làm chết những con IC này. Thanh Kiệt, Tuấn xin chào anh em nha. Và đặc biệt nữa anh em làm chết những hộp SU khá là nhiều và IC. Còn anh em nào ai bảo sạc này mà chết, Tuấn bao cho anh em sạc luôn cả con SH kia. Tuấn nổ máy lên cho anh em sạc ở trạng thái 14,5V, gần 15V chẳng chết. Do tất cả anh em chúng ta sử dụng những cái sạc và đồng thời những cái bình nó quá lớn để chúng ta kích hoạt khi con xe bị hết điện. Và dạo này nhiều anh em cũng móc IC mở tua, nó chết khá là nhiều. Thì nó đơn giản như thế này. Thì cái quan trọng là anh em mình móc và anh em mình mài nha. Khéo là nó không chết, không khéo thì nó chết khá là nhiều, đúng không ạ? Thì tất cả chúng ta do tay tay anh em hết thôi, cái gì cũng vậy. Chia sẻ dùm nha anh em, đủ 100 người chơi mình chia sẻ con xe lít. Dạo này gần đây hình như khá là nhiều anh em chết IC. Những anh em ở tỉnh khác cũng vậy, những anh em ở Bình Định này cũng vậy, chết khá là nhiều. Chết khá là nhiều. Và nhiều anh em vẫn khui ở những dòng xe đời mới, ai bảo không khui ở Vũ Phát. Nhiều anh em vẫn còn khui những cái dòng xe đời mới mà ai bảo không khui. Là hết khui đâu. Chưa hết khui được thì vẫn còn chết. Chết ở đây rủi ro là anh em mình không cẩn thận. Và đặc biệt nhiều anh em làm thợ chúng ta nhiều cái chúng ta bị chết khá là vô cớ. Bởi vì chân với tay là chúng ta gọi là chân tay nó bị hậu đậu ấy, chân tay với mắt mũi nó hơi bị hậu đậu. Và có thể nhiều anh em mà kiểu chúng ta nói cái nôm na cái từ nó hơi bị nặng, anh em thông cảm bỏ qua, người ta gọi là súng không sợ điếc. Đơn giản thợ ở đây cũng vậy, mình làm nghề mình biết ai cũng vậy, không nói nôm na ở cái hét Yamaha ở đây cũng vậy. Một con xe ẹt 155 chưa bán luôn. Thợ tay máy buổi trưa không có ai ngồi đấy, ngồi vọc. Ngồi vọc xong thì nó đi luôn cả IC. Rồi chúng ta bị cái gì? Bị cửa hàng. Đầu tiên bị kỹ thuật trưởng, bị người quản lý cửa hàng chửi ra bá ngay. Đấy, bởi vì chúng ta không biết.
chúng ta thấy cái SI nó mới 155 vào. Chúng ta tranh thủ lúc buổi trưa thì nghỉ giải lao, coi cửa hàng không có ai coi, hôm đấy chúng ta trực buổi trưa chẳng hạn như vậy, thì tay máy nó lên đường thôi. Nó lên đường khá nhiều với nhiều anh em, và đặc biệt là cái phun xăng điện tử này có rất nhiều anh em không chịu nhớ, bởi vì anh em không chịu học. Thì Tuấn sẽ nôm na mô phỏng cho anh em trong vòng khoảng 15-20 phút, và mình lại tiếp tục chia sẻ cho anh em con xe lít. FI nó cứ lằn quằn như vậy mà cuối cùng nhiều anh em lại không nhớ được. Nó đơn giản có cái TB không? Có rất nhiều anh em vẫn bị hằn ở cái trạng thái TB, hằn lên bờ xuống ruộng. Và chẳng nói đâu xa, đơn giản mà cái bơm xăng cũng vậy, cũng vẫn bị hằn. Ngày hôm qua có ông thợ ở đây cũng vậy. Một cái xe S của em chết motor bơm, xe để lâu đó. Xe để ở cái mùa dịch Covid này để lâu thì đương nhiên cái motor bơm nó sẽ bị chết, nó bị dính ở trong ấy, nó bị kẹt, và đồng thời kim phun nó nghẹt luôn. Thì anh thợ này anh tư vấn khách là thay hết. Thay tới đây tôi bán cho anh kim 350.000. Bởi vì làm sao tôi bán được cái kim phun, anh ấy đi mua cái motor bơm ở đâu ấy. Anh về nhà anh lắp xong anh không thấy bơm ở bát, anh tới nhờ vả tôi bảo kim này chết rồi. Thì tôi chỉ là bán kim chứ tôi không có thời gian đi test cho những người thợ. Tôi bán kim xong thì anh ấy về nhà anh ấy làm, anh lắp cũng không nổ, rồi anh bảo bơm được, anh lại không nổ, anh lại vác cho tôi một lần nữa thì anh thay motor bơm mới, bơm được thật sự yếu. Thì tôi sẽ lấy cái này mô phỏng cho các bạn anh em cho nó dễ luôn nha. Tí nữa anh em đủ 100 người mình sẽ chia sẻ cho anh em con xe lít. Nên nhớ anh em phải học nhiều vào, bớt chém gió lại, bớt lên trên mạng ngóng mới cái đại ca tiền bối gì ấy, cứ như kiểu bối đời. Anh em bớt hóng lại, anh em hóng nhiều quá nó bị loạn khối não. Thì đơn giản cái motor bơm các bạn thay ở trên cái motor bơm nó có cộng xin đây. Ok. Đó, lại trường hợp này ngày hôm qua có xe Alibet. Đây, ok. Rồi anh ấy có gắn, và đặc biệt dòng xe Alibet nó có cái trục nhựa như thế này, anh ấy gắn vào ok. Nhưng trên này anh ấy không có cộng xin trên này. Anh ấy gắn vào thì nó bị tẹt xăng ở đây. Thì cái lực của motor bơm này nó bơm tới cái đầu chờ kim phun nó sẽ bị giảm đi khá nhiều đây. Rồi tôi mô phỏng và cũng là như ngày hôm qua luôn. Anh em vừa xem vừa chia sẻ, nhiều anh em còn yếu chịu khó cho đi rồi lấy lại. Chia sẻ để nhiều anh em vào khỏi cần phải đăng lên cái hội. Nhiều cái ban tôi thấy lên cái hội tôi xem, tôi chẳng bao giờ comment ở trong cái hội nhiều. Thích thì tôi vào tôi úp cái. Thấy nhiều cái ban bận nó vô cớ cực kỳ mà anh em vẫn đăng anh em hỏi. Nó như thế này. Rồi thì hôm qua tôi tháo ra nó không có như thế này, tôi lại cho anh cộng xin anh lắp vào như này, phát về nhà anh nổ anh cười khà khà đấy. Đây cái này có xin 2 tầng đấy, bởi vì nó đi qua cái ống nối này đấy, chúng ta cần phải lưu ý điều đấy. Và đặc biệt cái dòng này cũng là cái dòng của SH Việt Nam K77, nó cao như vậy thì các bạn phải lưu ý đó, được chưa? Hy vọng là điều đấy anh em hãy cố gắng làm. Và những cái cục IC này anh em móc để anh em mở tua được, kiếm tiền 500-700 ngàn ở trạng thái chưa mở qua cổng K-Line thì anh em lượm được thiên hạ hoặc là khách hàng 600 ngàn. Nếu thành công thì chúng ta cười như nhái. Cuộc sống này khi mà làm được có tiền thì chúng ta sẽ cười, khi mà lỡ may nó chào thua thì chúng ta chỉ biết khóc.
Và lúc đấy chỉ biết là đi mua IC, hy vọng ở nơi nào bán rẻ, cố gắng bớt cho một chút bởi vì lỗ. Cái khoét chưa mở tua cũng chết. Bởi vì anh em hiểu sao, ở trong này nó khá là liều linh kiện. Tôi sẽ quay cam lại cho các bạn. Nó xui nó chết. Bởi vì sao? Anh em nghĩ ở đây tất cả là cái bo mặt. Có thể các bạn chưa cần hàn, các bạn móc ra ở trạng thái các bạn tì đè, các bạn mài, các bạn rúa gì nó mặn quá. Có thể là gì? Nó có độ rung ở trong cái mên mặt này. Thì lọng quạng ở trong này cái mên mặt nó sắp rụng rồi chẳng hạn như vậy, nó xui mà. Cuộc đời chúng ta xui chẳng biết được điều gì. Chúng ta chưa kịp hàn, chúng ta mới tẩy rửa thôi, đẹp như thế này. Mà chúng ta lại quay ra xe chúng ta lóc vào nó cũng há mồm ngay. Xui. À. Ở đây tôi đang nói vấn đề là anh em mới móc ra sạch sẽ, chưa có dấu gì hết. À, chưa có vết chày. Đấy, bởi vì khi mà chúng ta xử lý, chúng ta mài, chúng ta rũa, chúng ta làm cái độ rung nó quá mặn chẳng hạn như vậy. Đấy, gặp cái mên này hoặc là nhiều con linh kiện điện tử trong này thì các bạn sẽ bị ao. Ao đen. Cuộc sống này không bao giờ biết trước được ngày mai, đen là chết. Thì có nhiều bạn chia sẻ với tôi rằng em mới kịp tẩy keo thôi em ạ. Chưa kịp hàn. Em mới tẩy keo xong em gắn vào xe thử thì quạc. Gọi là toang. Toang. Bởi vì đen. Đấy. Được chưa? Toang và đen. Không có tài giỏi ở cái vấn đề mở cái này ra. Cái này thật sự ấy, một nhà sản xuất nó niêm phong các bố mở, bởi vì nó đổ được cái khối bê tông cực cứng này, các bố cố gắng các bố đào thì lâu ngày các bố đi đêm thì các bố sẽ gặp ma. 10 người thì sẽ có 1 đến 2 người gặp ma ở trạng thái như thế này. Bởi vì Việt Nam mình là táy máy, anh em biết là sao nó đổ cứng ngắc như thế này này. Cái này là nó chống phá vỡ, chống va đập, bởi vì khá là cứng. Đúng không? Đây. Chắc anh em biết rồi. Đấy, khối bê tông. Thì trong quá trình chúng ta mài, chúng ta rung, chúng ta làm cái gì, chúng ta tẩy, nó không khéo thì nó quạc. Và có rất nhiều anh em tẩy ở trạng thái đây, tẩy, chúng ta mài, chúng ta khoan ở trạng thái quá mặn, nó lem vào bo luôn. À. Nó lem vào bo, ví dụ nôm na ở đây tôi làm cái này lem vào bo chẳng hạn như này, ở trong này có vài con thì chở lem vào bo này là đai. Bởi vì các bạn, thứ nhất là lỡ tay. Chứ ai không biết là chúng ta đo từ cái điểm mặt nhôm này xuống đây là bao nhiêu ly. Và có rất nhiều lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta quá chớn, chúng ta bào như này, tôi đang mô phẩm. Toạc ngay. Toang. Khi nó đụng tới mặt là anh em sẽ bị toang. Được chưa? Rồi còn chưa kể các bạn hàn ở đây, các bạn phải cần kỹ thuật, các bạn phải có đồ dùng hàn. Đây các bạn cứ vớ được cái gì là các bạn hàn đó. Đơn giản cái cuộn chì đầu tư, các bạn đầu tư cuộn chì rẻ tiền nha. Thứ hai là các bạn không có nhựa thông tốt. Đấy. Và cái thứ ba, tay hàn các bạn và đồng thời nhiều anh em, lúc chúng ta làm mệt chúng ta bị cuống, chúng ta hàn cái mối này nó sát vào nhau. Đấy. Làm những cái này chúng ta phải bình tĩnh, anh em nhìn thấy ở trong này không? Toạc phát là nhấc 4 bổng 8 cái chân này lên ngay. Đó, nên chúng ta xui rủi ở vấn đề đó. Nên anh em phải lưu ý làm cái vấn đề gì chúng ta tỉ mỉ. Đôi khi lấy được 700 nghìn cười hốc mắt, cười há mồm, cười cảm thấy cái sự sung sướng vỡ òa. Khi chết thì phải chấp nhận. Chết là không thể nào kêu được. Đó. Cái cuộc sống này chẳng ai cho chúng ta cái gì, nên chúng ta hãy cố gắng làm điều ấy. Nên cuộc sống này chúng ta phải học và chúng ta phải thử. Tôi thề với các bạn và anh em ở cái bóng đèn này, tôi từ mà biết làm nghề rồi chưa biết bao giờ phá chết bất kỳ cái IC. Chắc cuộc đời này tôi là người gặp may mắn chẳng hạn như vậy. Đó, đơn giản tôi cảm thấy cái bo ở đây nó có con này tôi sẽ khoét thoải mái. Còn con này tôi đào thoải mái luôn. Tôi mài ăn vào cái đây luôn nó chẳng sao. Đấy, nên các bạn anh em hãy lưu ý vấn đề. Hãy cố gắng khéo đôi tay, cặp mắt phải nhìn. Đấy, dạo này tôi bán IC tôi biết nhiều anh em làm chết khá nhiều. Đó, chết khá nhiều. À.
Chết này thì chẳng có cứu lại được đâu. Chết con này hiện tại ấy, anh em phải hiểu nôm na này, nếu mà sinh ra đang nạp thì cứu lại bình thường, nó bị chập ấy, giống con người mình. Cái mạng con người mình trị giá hết cả cuộc đời này, chết còn chẳng ai cứu lại, chứ huống chi là con IC này có tầm 2-3 triệu. Và Việt Nam chẳng có thánh thần nào để tẩy con này ra để cứu đâu. Những thánh thần mà tẩy được cái mê cái keo này ra, chắc thánh thần đấy chắc cũng cũng nghỉ hưu luôn đấy. Và ba cái chất tẩy sơn thì anh em biết rồi, nó ngứa ngáy cực kỳ, đừng có khoe tẩy được cái này ra thì người nó phải ngứa ngáy chẳng hạn như vậy, và thời gian khá là mệt mỏi nha, bởi vì người ta làm lại mình thì đi đào lên. Đấy. Đó. Nó giống như một cái cột bê tông. Nhà chúng ta trong quá trình lâu năm làm việc, bây giờ chúng ta đập nhà. Đó. Đơn giản đập nhà đi. Thì đương nhiên ngày xưa mà chúng ta đổ cái sắt là sắt 6 nó dày chừng này. Sau này lâu quá trình sắt nó sẽ mòn. Tôi đang nói nôm na vậy, nó sẽ còn nhỏ. Nhiều người đập cái trụ bê tông ra xây nhà lại tiết kiệm mua sắt mới, lại sử dụng cái sắt này thì sắt này sẽ không còn chất lượng. Bởi vì nó sẽ bị non và hao mòn. Nên chúng ta xây nhà trong tương lai nó sẽ bị nứt nẻ, bởi vì sắt này không còn đủ cái sự tốt khi chúng ta xây cái nhà mới, nên chúng ta phải quăng. Đó, anh em phải lưu ý. Và Việt Nam chẳng có thắng nào cứu được cái này, thì anh em chết thì cũng đừng có hỏi. Đang lên cái hội này, có bác nào sửa IC này không? Việt Nam chẳng có bố thằng nào sửa được con IC này cả. Bởi vì sao? Nó có hai mặt bo. Anh em muốn làm ok, chúng ta phải tẩy hết mặt bo này ở phía trên. Đấy. Nó còn mặt bo dưới này nữa này. Đấy, cái này có hai lớp. Đấy, lớp dưới này còn nhôm. Đấy. Để cho một thằng nào mà sửa được con IC này ấy, để nạy ra để nghiên cứu để sửa, anh em lấy vài trăm ngàn, thằng đấy chắc bật nó bị não. Ok. Đấy. Chắc tên này ăn xong nó nghiên cứu nó chẳng có việc gì làm ngoài là chờ anh em chết IC này, nó ngồi một ngày chờ nó mới móc được con IC ra sửa, thì thằng ấy bị não có vấn đề mới đi sửa con IC này, anh em hiểu không? Tôi dám khẳng định ở điều đó luôn, nếu mà một người nào tẩy hết cái keo ra sửa con này, người ấy bị não đấy. Ok. Cuộc đời này tôi may mắn, tôi may mắn hơn được nhiều anh em là tôi phá chưa chết bao giờ. Tôi nói thề luôn với anh em chứ không phải tôi giấu gì, tôi dám thề bóng đèn tôi chẳng bao giờ biết làm chết con IC cả. Bởi vì tôi đã bảo anh em rồi, có rất nhiều anh em mạo hiểm, anh em làm nghề anh em phải đầu tư cái bàn. Làm ba cái này phải yên tĩnh ngồi trong đấy làm. Chứ bây giờ các bạn bỏ cái bàn này, tôi thấy nhiều các bạn kê cái ghế luôn, các bạn vứt xuống đất. Các bạn đang đọc kỳ chẳng hạn như vậy, tôi đơn giản thì các bạn hàng kỳ đọc kỳ đi. Rồi, thì mới thằng khách hoặc bạn vào, ùa phát chúng ta dịch mình cái xong. Tôi thấy nhiều các bạn làm kỳ hoặc là các bạn mở tour, tôi thấy vứt ta lả dưới đất này luôn. Các bạn phải làm cái bàn chuyên nghiệp, các bạn chui vào trong đấy, các bạn làm yên tĩnh. Làm cái nghề điện tử này phải yên tĩnh. Đấy. Còn nhiều các bạn tôi thấy cũng đi học đâu 5-7 ngày, 10 ngày về cái đồng hồ hay đèn led. Các bạn lên trên mạng các bạn cũng quăng. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, hôm nay gặp may quá được cái đồng hồ này vào nước, các bạn sửa được đâu. Các bố nào và ai bảo đi học đồng hồ 5 ngày 10 ngày về hiểu về cái linh kiện điện tử với đèn led sửa được. Tôi đưa cái cổ cho anh em cắt bụp đá như quả bóng. Tôi dám đảm bảo điều đấy luôn. Tôi biết cái gì thì tôi chia sẻ với anh em, mà cái điều đấy thì anh em hãy cố gắng. Và hy vọng cái công việc sửa xe này anh em phải chịu khó nhớ một chút xíu, và chúng ta phải luyện liên tục. Tôi đơn giản một ngày tôi nghe rất nhiều điện thoại, thật sự tôi rất chi là mệt mỏi. Nhưng cái nghề này nó đến với tôi, anh em tin tưởng thì tôi phải nghe. Một ngày mà thật sự từ Zalo này, điện thoại SIM này, Facebook. Bởi vì cái điện thoại tôi đang live với anh em là Facebook Tây Gan Đình Tuấn. Còn cái điện thoại tôi hay gọi là Zalo và SIM. Tôi nghe điện thoại rất nhiều. Tôi biết anh em khó, anh em mới cần được tôi, nhưng tôi cố gắng giúp. Rất vất vả, có nhiều anh em học không nhớ, và có rất nhiều người ở trên Facebook biết tôi thì cũng gọi cho tôi. Và đặc biệt những cái khổ nhất là anh em không biết gì về phun xăng điện tử,
Thì thật sự tôi không biết kiểu gì để giúp anh em một thời gian, nó kéo của tôi đi bèo nhất nó phải 30 phút cho tới 45 phút. Bởi vì các bạn không biết cách kiểm tra. Và các bạn gọi cho tôi thì thật sự các bạn và nhiều anh em chỉ biết tôi trên mạng Facebook, tôi chia sẻ thật. Chứ ở đây tôi không phải là phô trương hoặc là kêu ngạo gì cả. Các bạn anh em phải hiểu tôi điều đấy. Nhiều lúc tôi giúp các bạn không thành công thì tôi cũng áy náy. Mà tôi muốn giúp các bạn nó phải muốn của tôi hết 45 phút, có nhiều anh em như vậy. Đơn giản 52 đi. Bởi vì những màu dây các bạn không biết màu gì. Đấy, và đặc biệt tí nữa tôi sẽ chia sẻ anh em kế tiếp. Bảo anh em trang bị đồ chơi thì anh em bảo đắt tiền quá. Thế thì anh em sửa xe làm gì? Anh em muốn bắt cá lớn để làm cái gì? Chúng ta bắt cá nhỏ, không nên bắt cá lớn. Bắt cá lớn để làm cái gì cho nó đau cái bộ não? Có rất nhiều anh em bây giờ cũng nhận những xe ga cũng hoành tráng để cái bảng BGMFI, BGMFI, khóa smart key, vân vân chẳng hạn như vậy. Nhưng thật sự anh em không đầu tư cái gì luôn. Máy chẳng có, đồng hồ thì không, đo ép bơm thì không, thì anh em sửa cái gì? Tôi chẳng có cách nào hỗ trợ được anh em điều đấy cả. Anh em bây giờ dùng cái đồng hồ kim đấy, nó cứ chập chà chập chờn, biết điện áp có là 12V hay là báo 8V hay là 7V, giống đo CKB. Tí nữa tôi sẽ mô phỏng cho anh em. Rồi bây giờ anh em không có dùng cái đồng hồ đo áp bơm, anh em bảo Tuấn ơi mịt bịt tay đây này mạnh, tôi không thể nào nhìn qua trạng thái được. Nếu các bạn là người chuyên nghiệp nhìn cảm thấy bóp phịch phịch, đó là ở trạng thái con xe mang vào không nổ, thì chúng ta có thể thử nghiệm điều đấy. Còn con xe bị hụp ga, các bạn lấy cái gì để các bạn căng áp? Đâu phải là các bạn bật lên một phát thì mẹ cảm thấy nó mạnh, các bạn nổ máy là ngon, các bạn nhồi ga nó tụt áp về sao? Được chưa? Ở đây Tuấn không bảo anh em phải đi vay ngân hàng đầu tư, anh em đầu tư cái đồng hồ tôi bán anh em lời bao nhiêu, tôi bán cho anh em cái áp bơm lời bao nhiêu, mới cái đó đầu tư chẳng bao nhiêu tiền cả, anh em phải cần làm cái điều đấy. Và bây giờ có rất nhiều anh em băn khoăn bảo bây giờ tôi đi tìm hết cả khu vực không có đèn led, tôi sẵn sàng mua đèn led tặng các bạn mỗi người hai bóng như thế này chẳng hạn, như vậy tôi sẽ hàng về nhà. Vấn đề anh em hãy chịu khó nối dây cho tôi, chỉ cần bóng đèn led này chúng ta đã ok. Một cái đồng hồ đo điện tử, một cái đồng hồ đo áp bơm để chúng ta làm. Máy móc tôi không nói, máy móc thì chịu khó có điều kiện để đầu tư. Nên tôi rất thông cảm và buồn cho nhiều anh em bị con xe nó ở trạng thái thật sự hỉ mũi cái phát xong. Tôi nói phép làm cái gì anh em? Một con xe mang vào ở trạng thái nhiều cái bận, chỉ cần hỉ cái lỗ mũi phát xong mà anh em bị hàn tới 2 ngày. Nếu thật sự bây giờ tôi chia sẻ mất lòng anh em chịu, anh em cảm thấy yêu cái nghề này thì đầu tư. Bỏ ra mua cái đồng hồ áp bơm 1 triệu bạc mà các bạn không đầu tư được, tốt nhất là không có sửa xe nữa, sửa xe đam xe cúp quẹt choẹt cho nó sướng. Đó. Cũng không cần phải gọi cho tôi, bởi vì gọi cho tôi giúp như vậy nó rất mất thời gian của tôi và nhiều anh em sẽ không đạt được cái công suất, bởi vì nó không có đồ thì tôi cũng chẳng giúp được gì anh em cả, rất mệt. Nhiều anh em ba cái đồng hồ cua qua cua lại, tôi nhìn hoa cả mắt. Và tôi muốn nhấn mạnh thêm một điều này nữa cho các bạn anh em khi nhờ tôi, chứ tôi không khó khăn, cầm điện thoại quay camera thì các bạn anh em phải nhìn đối diện cái điện thoại, anh em nhìn vào cái điện thoại nó rõ thì tôi nhìn vào điện thoại nó mới rõ được. Bây giờ anh em cứ quay cái điện thoại một bên, anh em nhìn một bên, anh em bảo ok chưa Tuấn, cái tay anh em cứ cà rùng này thì bố tôi cũng không bao giờ nhìn ra được. Đó, hôm nay là tôi chia sẻ hết luôn cho anh em. Đã quay điện thoại thì hãy nhìn trực tiếp vào cái màn hình điện thoại như tôi đang live và anh em nhìn tôi. Nhìn vào cái thông số hay bất kỳ một điều kiện gì, hay là màu dây anh em nhìn thấy màu ấy xuyên qua điện thoại như cái kính lúp nó nét thì tôi mới hỗ trợ được. Nhiều anh em cứ cua như này tôi chống mặt. Đấy, chẳng lẽ tôi cúp máy luôn đột ngột thì anh em bảo tôi bị chặn chó chẳng hạn như thế. Đấy, thì anh em hãy làm là điều đấy, hoặc anh em ra cái tiệm điện thoại mua cái quay giống tôi này vài chục ngàn đấy, vài chục ngàn. Tối nay bảo gia đình nhịn ăn sinh tố một bữa, một ly sinh tố 20 ngàn, gia đình 4 người 80 ngàn, gia đình mình hôm nay nhịn ăn sinh tố một bữa mua cây
về nhà cắm quay cho tôi thẳng tắp như thế này. Không làm được thì ngày mai đừng gọi tôi hỗ trợ, tôi rất mệt. Anh em cầm điện thoại mẹ quay, và nhiều cái máy chuẩn đoán ấy, nó bị chói ánh sáng, tôi không nhìn thấy cái gì không, mà anh em cứ bảo ok chưa. Và đặc biệt cái dạo này hiện tượng cái sóng wifi và Zalo nó bị chập chờn, nó rất mệt đó. Và nhiều lúc tôi đang hỗ trợ anh em thì cái Zalo kia lại gọi tôi, và cái sim thì lại gọi tôi. Mẹ tôi chỉ có một mình tôi, không thể nào nghe một phát ba phát được. Cúp máy anh em này thì 2-3 lần thì anh em lại giận mẹ nó, mình có công việc bận mình mới nhờ nó. Nhưng anh em không có hiểu, tôi đang nghe ở cái đầu kia. Nhiều lúc sim điện thoại tôi đổ, Zalo đổ, Facebook đây tôi đang hỗ trợ anh em, thì anh em phải thông cảm. Nhiều lúc tôi còn công việc của tôi đó, thì anh em hãy chịu khó học để mà luyện mà tu đi. Và đặc biệt cái TBS, tôi thấy nhiều người anh em không nhớ được cái TBS nó bị hư thì tôi thua luôn. Chán cái TBS, TBS tôi nhắm mắt mẹ vít tay ga biết TBS hư. Và đặc biệt cái motor bơm không quay, các bạn giờ này có nhiều anh em học của tôi xong, hoặc là nhiều người không học của tôi vẫn gọi ở cái motor bơm này. Vào xe không bơm xăng kiểm tra cái gì? Hỏi anh em có cái đồng, có cái bóng đèn không? Đi tìm 10 phút để tìm được cái bóng đèn xi nhan để cắt xi nhan, để lấy cái thử. Hoặc là tôi bảo anh em dùng cái đồng hồ không có bóng đèn thử, dùng cái đồng hồ kẹp vào hai dây đấy, bật khóa điện nhìn nhanh. Bây giờ bởi vì anh em nhìn không chậm, không nhanh, không bao giờ thấy được 12V, bởi vì anh em để đồng hồ ở yên. Anh em lên bật khóa điện, nhiều anh em thao tác sai, chậm. Trong vòng 3S mẹ tới nhìn cái đồng hồ nó không vồn cha rồi. Anh em đâu không? Bởi vì IC nó dập mát cho motor bơm này chỉ có 3 phút. Nhiều anh em cứ nhìn lên đồng hồ, bật khóa điện nhìn đồng hồ phát, thế mới chạy tới cái đồng hồ trước đi, mới chạy xuống đồng hồ để ở đây. Mất mẹ nó 3 giây rồi. Không vồn. Tôi sợ luôn. Rồi tôi hỏi anh em có 12V ở trạng thái nó 12V nhanh phát nó về 0V không? Anh em bảo không vồn. Điều không vồn thì đương nhiên báo với tôi điều đấy, thì tôi chỉ biết là đứt dây hoặc là chết mặt IC. Rồi tôi bảo anh nhớ cái dây màu nâu đấy, anh dò dò lên chân IC anh đo phát, chú ơi thông. Thì mẹ tôi mà không hỏi kỹ anh em, tôi bảo chết mẹ IC rồi. Tôi lại bảo anh em nhìn nhanh cái đồng hồ thì ái chà. Thế là nhiều anh em bảo ôi chú ơi đúng có 12V nó nhanh lắm chú. Và tôi xin chia sẻ cho anh em một cái điều này hoàn toàn nó là free, miễn phí. Hy vọng rằng anh em thợ chúng ta phải làm được điều này. Cái thời gian chúng ta hút điếu cày rột rột này, mới cái thằng hàng xóm qua bắt chuyện, nói chuyện như kiểu trời ơi, nói chuyện như bố cho con ấy, thì thay vì các anh chịu khó làm cho tôi mới bóng đèn thử, lỡ may bơm xăng kim phun hoặc là mô bên sườn, tôi anh em hỗ trợ. Tôi hỗ trợ cho anh em thì anh em đừng có trả vờ đi đái, đi ỉa mẹ gì hết. Tôi thấy nhiều lúc anh em đi tìm cái bóng đèn tới 10 phút. Một cái cửa hàng mà bóng đèn không có đi tìm đến 10-15 phút nó rất mất thời gian của tôi luôn. Đấy thì anh em chịu khó sau cái mùa này, anh em trang bị tôi cái này này. Chúng ta đá một người thợ sửa xe máy mà để bỏ ra làm cái này trong vòng có mà 10 phút mà anh em làm không được thì tôi cũng xin thua luôn. Chạy ra ngoài cái thằng tiệm điện, tiệm gì đấy mua cái kẹp, dây điện nhà không có, mua luôn chứ không cần phải đi xin. Lại đây chú bán cho anh cái kẹp một cặp về nhà sâu cua, 1,5 mét dây hoặc là 2 mét, về nhà cột gì cột, về nhà không làm cái này nữa thì thua. Là cửa hàng luôn luôn treo ở cái khu vực cả đồng hồ, vào cần bóng điện là bốc thì ok ngay. Mà anh em làm không được, không được thì tôi xin thua. Thì tốt nhất chúng ta đừng nên làm cái nghề này làm cái gì. Và nếu mà muốn làm nữa thì chúng ta đừng nhận với xe ga. Tôi cảm nhận được anh em là muốn bắt được con cá lớn. Bắt được con cá lớn, thấy cái xe phun xăng điện tử vào, muốn chinh phục được nó. Nhưng chúng ta chẳng hiểu cái Amoto MT gì cả, ABK gì cả. Vừa muốn kiếm được tiền trên con xe FI đấy, vừa muốn được học, được chinh phục nó nữa mà các bạn không học thì khéo lại rớt đài, không biết đi tiệm khác anh chị.
nỗi nhỏ. Đấy, đừng có ham dài, để rồi nó hằn 2-3 ngày, khách thì cứ gọi, tóc thì lại bạc sớm. Đó. Không bì với ông Taiga Xuân Dần được, ông Taiga Xuân Dần ông ấy giỏi. Nên có rất nhiều anh em làm ở vấn đề này, chúng ta chẳng làm được cái điều đấy. Không biết là thời gian anh em bận thế à? Bận kinh khủng luôn. Mình nói ra công việc mình bận lắm. Mà cái thời gian mà ôm vợ lúc 9 giờ tối, chuẩn bị ôm vợ này, còn 5 phút nữa ôm vợ, thì bảo vợ ơi đêm nay 11 giờ ăn với ôm em được, cho ăn thời gian 2 tiếng để ăn đi chuẩn bị bóng đèn, ăn chuẩn bị đi kiến thức. À, đêm nay ăn hẹn em 11 giờ ôm. Trời ơi, anh không ôm em 9 giờ em hờn ăn. Mẹ ngày mai viết cái giấy mang ra tòa án nộp ly vị ngay con vợ cho tôi. Nếu mà ông sợ vợ tới mức độ như vậy, ôm vợ ở chẳng hạn 9 giờ. Còn công việc của các ông ở hàng ngày nó bận tới mức độ như vậy sao các ông không chịu trang bị? Thì tôi thua. Tôi nói thật luôn cho anh em. Còn tôi nói thật sự nhá, tham gia khóa học tôi 3 triệu thì mấy anh em bảo không có tiền. Không có tiền thì cứ nói với tôi không có tiền. Đấy, không có tiền mà quay cửa hàng cái mẹ thấy đề bảng xe ga. Anh em không có tiền tôi chấp nhận. Tôi nhìn cửa hàng tôi biết ngay. Nhiều anh em có cái vấn đề là than. Đó. Than là bây giờ chỉ có muốn lên mạng mẹ học. Học miễn phí của mấy thằng YouTube đồ xong rồi mang con xe. Nó không chỉ hết bài cho anh em nghĩ đâu. Không phải là nó chốt những cái ban vậy ngày mai các bạn làm như vậy. Cái ban nó ra đâu. Nó không có dễ ăn như anh em nghĩ như vậy. Đấy, nó chúng chốt cái bài đấy cũng như vậy. Ngày mai anh em gặp tình trạng có xe như vậy, anh em làm như vậy không bao giờ thành công. Đó. Thì nó nôm na là như vậy. Cho anh em chúng ta hãy cố gắng đầu tư áp bơm hay cái gì. Và tí nữa tối nay tôi sẽ chia sẻ con này nhanh trong vòng khoảng 15 phút. Và tôi chia sẻ bộ giả lập. Và bộ giả lập của tôi bán ra khuyến cáo anh em nào thích thì mua, không thích thì thôi. Và nếu mua về nhà sau này không thích dùng nữa thì bán lỗ. Bán phải có lỗ, lỗ 500. Bán lại tôi mua hết. Đó. Ok. Bởi vì cỡ tầm như tôi hiện tại tôi nói trắng luôn, được lòng trước bất lòng sau, chẳng bao giờ tôi bán bộ giả lập để lừa các bạn ở trên mạng. Hôm nay tôi đọc được cái bài comment của nhiều anh em của tôi luôn. Mẹ comment những cái từ đấy là nó làm tôi mà máu nó sôi lên đây. Tôi gắn thẻ mấy người ấy vào hết. Tôi nói thật luôn. Bình luận comment nó phải là từ lịch sự. Ở đây không thằng nào lừa đảo thằng nào cả. Bộ giả lập tôi đang cảm thấy thích thì mua. Nhưng mua về nhà phải chịu khó dùng và hết cái công suất của nó. Mua về nhà dùng mà chẳng biết dùng tốt nhất đừng có mua. Đấy. Đơn giản một thế thôi. Một con xe, một thằng làm nồi ra chạy, thằng biết chạy thì kêu nhẹ, thằng không biết chạy hai lúa bảo con xe này yếu. Đấy. Nên các bạn phải chịu khó học nhiều. Học nhiều hơn nữa. Đấy là điều ấy. Tí nữa tôi demo với anh em. Và nhiều anh em chịu khó, những cái link tôi gửi cho anh em tất cả ở trạng thái trên YouTube về cách xử lý về bộ bốc đơn lập, hy vọng anh em hãy chịu khó xem tôi ở đây. Chấp nhận mất lòng. Bởi vì tôi có gì tôi nói đấy, tôi chẳng có ngại gì ở trên cái Việt Nam này cả. Bất kỳ một người nào FI hay cái hội nhóm nào dây với tôi thì tôi chẳng bất kỳ ngại thằng nào. Dù cái hội nó đông cỡ nào, đông xăm đầy mình tôi chẳng ngán. Bởi vì tính của tôi hồi giờ nó vậy. Bởi vì tôi chẳng có làm gì ai cả. Nên chẳng có ngán bất kỳ một điều gì cả. Nó phải thẳng thắn, chơi nó phải chuẩn như vậy. Và ở đây không có ai lừa ai cả. Tất cả chúng ta là anh em. Các bạn chỉ cần mua bất kỳ một cái gì, cái app bơm này tôi đã nói rồi, nó tầm khoảng hơn 100 ngàn. Lỗi các bạn gửi cho tôi. Đấy, được chưa? Không cần ở motor bơm này của Đình Tuấn bán mới chạy được có nửa tháng, nó lỗi. Đăng trên mạng làm cái gì? Lấy luôn địa chỉ tôi gửi vào đây. Đưa tôi số tài khoản bắn một phát 150 nghìn hoặc là 200 nghìn cho nó nhanh. Được không? Thì mẹ tránh tình trạng những cái hội nhóm, những cái thằng vớ vẩn comment, tôi không có khoái với cái điều đấy. Còn cỡ bố cái thằng nhóm nào mà xăm mình mà xăm hết cả con người tới đây tôi cũng chẳng sợ. Bởi vì nó có dám tới hay không, tôi chẳng hạn như vậy. Đó là tôi nhấn mạnh cho anh em luôn. Tôi có sợ cái thằng sửa xe nào trên Việt Nam này đâu. Chẳng có ngán cái gì cả. Nó làm được thì nó hốc. Mình làm được thì mình ăn. Anh em hiểu không? Chia sẻ hết.
khối thằng bỏ rất nhiều tiền đi học cái full stack điện tử mà chưa chắc ra mà đã hạ được tôi. Tôi nói dám đảm bảo trên Việt Nam này có rất nhiều thằng gọi là từ mà để đồng tiền rớt, chưa chắc đi học về mà bây giờ ra mà làm bằng tôi thì tôi cho hết cả cái cửa tiệm này, chở con xe về luôn chẳng hạn như vậy. Và đặc biệt sửa xe và cái cách để kiếm tiền với tôi luôn thì có mà học hết ở cái Việt Nam này, có nhiều người học bay cả 100 triệu, 50 triệu ra là dễ gì mà giỏi bằng tôi. Tôi dám đặc biệt anh em điều đấy luôn, một điều đấy nó phải gọi là chắc nịt, gọi là mày tay ga Điền Tuấn, nó phải gọi là từ chắc nịt tới mức độ như vậy. Chưa chắc các bạn mẹ đi học về ở Việt Nam là thằng nào dạy bảo học đúng hiểu đúng, ra làm với tôi coi, khéo còn mẹ sắt dép còn xa. Nên tôi tránh tình trạng những cái thằng mà đi mẹ mô men xoắn về công suất động cơ, về cái mô tê gì đấy, đừng có dạy đời bất kỳ một điều gì trên mạng. Hãy làm tốt, làm để kiếm được nhiều tiền đi, rồi nói chuyện với tôi chẳng hạn như thế. Anh em hiểu không? Nguyễn Liệt Căng gì? Ở đây là anh múc hết, chia sẻ hết. Đúng không? Anh Tuấn chia sẻ. Mẹ tôi nhìn thấy bối bố lên chia sẻ. Mẹ. Nhiều người học chẳng có hiểu cái motor gì. Ở mô men xoắn, ở điện công suất thế nào là vôn. Mẹ mới bố mẹ bây giờ cứ lên ba Google, các bố gõ ra. Rồi các bố lại lên trên mạng, các bố chê bai người ta ăn tục nói phét. Các bố mẹ có cái gì khi ở cái tuổi xế chiều chẳng hạn như vậy. Nhiều bố sắp chết rồi trong tay có cái gì mà vẫn lên trên mạng này mẹ dạy thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là vôn kế, thế nào là âm bê, thế nào mà bố dạy thế nào. Mẹ có loại dạy tôi đây này, lấy được tiền tôi mới gọi là giỏi chẳng hạn như vậy. Nhiều lúc mẹ bây giờ ra mà làm không bằng tôi, hoặc là nhiều lúc tôi hỏi không trả lời được thì mẹ thầy đấy có mà vứt chẳng hạn như vậy. Anh em hiểu không? Nên đừng có phét lác. Mẹ nhiều bố thế nào thế nào thế nào. Tôi thấy nhiều bố mẹ đi cũng đi học về, nhiều bố mẹ đi học về tí mẹ nổ như cồn. Oxy hoạt động thế nào thì mẹ làm, mẹ cầm cái cà lê 22 vặn được cái oxy ra vệ sinh chưa, hay là vái cả bồ hơi đít. Vẫn là trên mạng này mẹ ăn tục nói phét, đúng không anh em? Tay ga Sơn Rần và Quyết Nguyễn, anh em là đầu tiên bấm số 1 nào. Mẹ tôi thấy nhiều người mẹ quăng bom thì mẹ kinh khủng. Mẹ nôm na đơn giản như tôi làm để kiếm tiền. Bây giờ trên Việt Nam này bố nào ấy mà để mà nói mà giỏi về cái FI này, mà làm được cái con vẽ được cái main này này, đổ cái phần mềm vào, tôi đúng phục thật. Mà chẳng làm được cái mẹ gì, cứ mở con IC ra phân tích. Có nhiều bố này dạy này, phân tích này, bố nào sửa cái cục này, anh em hiểu không? Hư quăng. Ừ Tuấn ơi, hoặc là lên trên mạng có chỗ nào hàng tháo xe không bán quăng bục, bây giờ giải thích ở trong này hoặc là gì, anh em có hiểu đâu. Rồi bây giờ chúng ta demo 149 người chẳng hạn như vậy. Đêm nay anh em của tôi có gì thông cảm, tôi nó hay bị ngang như vậy ấy, nói thẳng tuột chứ không phải là ừ tôi phải. À, anh em ơi, anh em vào chia sẻ cho mình nha. Đêm nay mình live stream nha. Tôi thì không bao giờ mà mẹ ngọt, tùy theo lúc ngọt. Không phải ừ tôi phải dịu dịu dàng dàng để nhiều anh em tham gia khóa học của tôi, bởi vì sống trên đời chúng ta phải hiểu tính nhau, nó phải thẳng tuột chạy pha pha pha. Ok được chưa? Rồi, không để cả nhà chờ lâu, quay lại chương trình với trường quay S9. Đây này, nó bận bận như này, vào mà ăn ngay này. Hiểu cái mô, cái tế gì. Hoàng Hạnh nhỉ, chỉ có con trai của em. Em hôm nay mới làm ly rượu. Em làm ly rượu, em uống được nhiều nhá. Rồi, mật ngọt chết ruồi, đúng rồi. Ok anh trai, nó phải thẳng tuột chạy. Ok, xin chào đại lượng. Rồi, và xe này hiện tại chúng ta bấm nút đề rờ le cũng không nhảy. Anh em nhìn vào rờ le ở đây nhá, nó sẽ không nhảy. Tắt 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 tắt, nhấn đề này. Nhấn đề nha. Rồi, rờ le này nó cũng không nhảy nha anh em. Đó, rờ le này nó cũng không nhảy luôn. Rồi, rờ le không nhảy, xuất hiện cái lỗi này chúng ta comment. À, tập trung chuyên môn nhá. Rồi, chúng ta đều để comment ở phía dưới cái lỗi là lỗi bao nhiêu.
Rồi ông tay ga Xuân Dần bảo cái lỗi 53, ông này chắc phải đi học thêm 3 khóa nữa không? Trần Tiến lỗi 52, Linh Mai lỗi số 8 à? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Nè, chúng ta cứ đọc đi nhá. Rồi. Ok, đỗ con quỷ đúng không ạ? Anh em comment nhiệt tình vào nhá để chúng ta cùng giải cái ban này. Và ngày mai hy vọng rằng anh em có thì anh em xử bộc phát xong. Không cần phải hiểu sâu. Đấy, ok. Bình thường xuất hiện cái lỗi 52 thì chúng ta đề relay vẫn nhảy cóc tóc tóc tóc. Relay này nó sẽ không nhảy. Ok. Đấy, rồi mình sẽ chụp lại cho cả nhà luôn. Rồi, chúng ta sẽ bấm nút đề. Và bây giờ mình lấy cái dây mình cột ở đây luôn cho anh em yên tâm luôn nha. Rồi, anh em cứ để lại comment nhá. Lấy sợi dây mình cột lại luôn. Comment mặc vào, comment nhiệt tình, comment hết khả năng. Nha, cột lại luôn. Rồi lúc này mình cột thì phanh sau đã sáng nha cả nhà. Bởi vì có một mình cầm cây quay nên mình sẽ thông cảm anh em cột lại. Rồi. Này. Anh em chia sẻ được không ạ? Có anh em nào xem cái này mỗi người chia sẻ khoảng 2 like đi. 130 người xem thì chia sẻ thì đương nhiên nó sẽ thành là 260 người. Anh em chia sẻ đi. Ok anh Thức Nguyễn nha. Ờ đúng rồi, cảm ơn anh em. Chúng ta chịu khó đọc cái mã lỗi này khi chúng ta chưa có máy. Mà đặc biệt quan tâm gì mới cái mã lỗi này khỏi cần phải máy. Mới cái mã lỗi này chúng ta có cái mắt tinh thì chúng ta đọc luôn, khỏi cần phải cắm máy. Máy là gì? Máy để giúp chúng ta phân tích dữ liệu ở trạng thái không khởi động được. À, còn hiện tại nó báo lỗi thì chúng ta cứ vậy chúng ta múc. Thì anh em tập trung chịu khó đọc cái mã lỗi. Chia sẻ nữa đi ạ. Đúng không? Đấy, tập trung đọc ở đây khỏi cần phải máy móc máy hỗ trợ việc khác. Đấy, chịu khó làm quen đi. Đây em sẽ tắt cái đầu tiên. Và nhiều các anh á, có rất nhiều các anh bây giờ vẫn lầm lỗi cái lỗi này. Chúng ta hãy chịu khó bỏ cái chớp đầu tiên này này. Đấy, cái này chúng ta không đọc, cái này là mặc định của xe FI đèn vàng. Đó, bây giờ mới đọc này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. Rồi, tốc hành nhanh này chúng ta đếm này. Đấy, anh em đừng có đếm ở 6 chậm, 2 nhanh là lỗi 62. Đó, chúng ta hãy chịu khó bỏ cái đèn đó, cái đèn FI đèn vàng mà. Đây cái đèn này. Nhắc đi nhắc lại hôm nay cho các bạn và anh em nhá. Đừng có đếm cái này chi. Đó, bây giờ mới chờ lên đếm này. Ok. Và xe này relay nó cũng không nhảy nha anh em. Này. Đây, quay sát cho cả nhà luôn, bấm nút đề này nha. Đó. Đúng không ạ? Chứ bình thường nó hư CKB này thì đương nhiên nó sẽ vẫn còn đề relay nhảy cắt cắt. Đó. Như hiện tại chúng ta bấm nút khởi động này nó cũng không nhảy, mà cũng chẳng cần quan tâm khi ở trạng thái relay không nhảy. Chúng ta hãy tìm cái lỗi 52 trước, bởi vì có nhảy thì nó cũng chẳng đề được. Đó, tùy theo nó đứt cái dây nào, trừ khi nó đứt cái dây sân biển sọc vàng mới đề được. Thì lúc này không có cái gì mà phải suy nghĩ nhiều, thì hy vọng rằng anh em mở cái chỗ cái bên hông này ra, hoặc là mở cái sàn này ra, bảo anh chị ngồi một ngồi chờ em một chút xíu, em mở ra em kiểm tra. Rồi. Không quan tâm là nó đề không được, hiện tại quan tâm nó báo cái lỗi 52. 52 dù có đề được cũng chẳng bao giờ nổ. Rồi. Mất nguồn relay. Relay ai bảo mất nguồn? Nguyễn Lịch chắc đợt sau tham gia khóa học online nữa nha, bỏ thêm ít tiền nữa. Đấy, để cho nó giỏi hơn, mất nguồn relay
Đèn FI hiện hết kêu mất nguồn RLE. Thì tiếp tục khóa sau có nhu cầu học thêm khóa học online. Đấy, chịu khó bỏ tiền ra học để ngày mai đỡ phải comment lộn là nguồn RLE. Comment CKB thì được, có con RLE trong ấy thì học tiếp. Mà hôm nay biết cái bạn này rồi thì chẳng cần phải học nữa. Đấy, ngày mai gặp vào cứ vậy mà múc. Rồi, sau cái buổi chốt cái ban này, nó sẽ có cái điều hay ở cuối cùng mình muốn gửi cho anh em. Hãy nghe câu chuyện từ đầu để kết thúc tới cái lúc Đình Tuấn bảo off cái live stream này. Và chúc tất cả anh em ngủ ngon, thì chúng ta cùng nhau rời. Còn bây giờ chúng ta có mà đi ăn cơm, đi ôm vợ, đi đâu thì cũng cầm cái điện thoại xem cái ban này nếu chúng ta là một người thợ. Rồi, lột cái sàn này lên. Khỏi cần, đây CKB đây. Được chưa? Tôi sẽ mở thêm một cái đèn lên cho nó sáng cho anh em thấy căng cái led màu dây luôn. Rồi, và hy vọng rằng chúng ta nhìn cái sợi CKB này nó có 6 sợi dây, chịu khó đọc thuộc giùm tôi cái màu này một tí. À. Có cái gì đâu. Lấy cái bút với cái tờ giấy ghi vào, tôi sẽ đọc cho các bạn và anh em. Cái quan trọng nhất là cái dây màu nâu sọc đèn. Đấy. Cái này điện áp của nó khoảng 11 cho đến 12V. Cái này là từ IC cấp cho nó, chứ không phải là điện áp bình. À, nha. Nổ máy lên có sạc khoảng 14,5V, nhưng nó vẫn ổn định cho anh em là 11V. Nó đơn giản, chúng ta cứ nói là có con iốt kim hoặc là cái con IC nguồn nha, IC ổn định. Rồi, 12V đi. À, chúng ta nói nôm na là 12V. Rồi, cái dây màu xanh lá ở đây, từ cái rắc CKB ở dưới mâm điện đi lên, nó sẽ là màu xanh lá. Nó chuyển qua đây, nó sẽ là màu xanh biển, sọc xanh lá. Đấy, ok. Đấy, chúng ta cứ nhìn màu dây như vậy, chúng ta cắm. Thì hai sợi này chúng ta phải đo đồng hồ căng đét, nó phải là 11 cho tới 12V đi. Được chưa? Rồi, cái dây này chúng ta sẽ gọi là dây. Dây này đề được này, mất lửa, mất phun này. Rồi, ba dây này sẽ không đề được này. Và trong này sẽ là 5 dây này sẽ không đề được, rồi le sẽ nhảy này. Hiểu như vậy nôm na này. Dây này đề được này, nhưng mất lửa, mất phun. Còn 6 sợi dây này, ai bảo trên mạng, các bạn bảo một dây không báo lỗi. Tôi dám cam đoan các bạn, nó đều báo lỗi hết 52. Có nhiều người live stream với các bạn là trong 6 sợi dây này có một sợi dây đứt, không báo lỗi 52. Đó là sai nhá. Đấy, bởi vì nhiều lúc nó không đúng cái tầm bu lăng, các bạn phải xúc xịt hoặc là lắc quay cái tầm bu lăng, nó sẽ xuất hiện cái lỗi 52 bất kỳ dây nào ở trong 6 dây này. Còn người nào bảo 6 sợi dây này trong một sợi dây đứt không xuất hiện cái lỗi 52, tối tới đây tôi tặng cho con SH cầm về. Đấy. Hy vọng là như vậy, anh em hãy tin tôi đi. Rồi, cái rắc mà từ dưới mâm điện bỏ, không quan tâm. Quan tâm từ cái rắc từ IC chạy xuống. Nó sẽ có hai hàng cho các bạn. Hàng trên 3 sợi dây, hàng dưới 3 sợi dây. Rồi, chúng ta tập trung vào nguồn và mát, hai sợi dây ngoài cùng. Rồi, bên trái và bên phải, hàng bên trên. Nếu các bạn nhìn thấy đều lần lượt bấm cho tôi số 1, nâu sọc đen bên tay trái và dây mát là ở bên tay phải, hãy bấm số 1 nếu nhìn thấy màu dây. Nâu sọc đen và dây này sẽ là xanh biển. Cho nó dễ đi, sọc cho nó dễ gọi là xanh biển đi. Đấy. Thấy chưa? Rồi tôi sẽ tắt ra cho anh em. Rõ bấm số 1 có thể là cái bút ghi nhám vào trong này luôn. Bởi vì tôi dạy ở đây live stream nó cũng gần ok tuyệt đối với là online ấy. Đấy. Ngày mai hy vọng tất cả 141 người cũng là một người thợ xe máy không gọi tôi ở cái ban này. Lấy cái bút bảo vợ ơi, xé anh cái tờ liệt đưa anh cái bút. Ghi vào nâu sọc đen ghi cho anh em ơi. Tôi ngày xưa đa số là như vậy tôi mới giỏi. Em ơi, ghi anh dây màu nâu sọc đen 12V. Dù có nổ máy cũng là 12V, cứ ghi cho vợ của tôi. Và 12V này từ IC cung cấp để nuôi CKB, nhất định cứ ghi là 12V đi. Thì ác các bạn sẽ giỏi. Đó là cái tư duy tôi muốn dạy cho các bạn. Đấy.
Ok nha. Rồi bây giờ có đồng hồ không? Không có đồng hồ thì thua đừng gọi tôi. Thế bây giờ mang cái đồng hồ VOM ra chập chà chập chờn gọi tôi. Và tay ở trong này thì cứ đo cứ rùng rùng rục này xong nổ tốt cái cầu chì. Chết cha rồi Toán ơi. Mẹ mất nguồn hết rồi. Đơn giản lúc nãy gọi cho tôi thì nó có nguồn hết ở trên đồng hồ và FI hoạt động như thế này. Được chưa? Đấy. Xong bây giờ nó mất hết thì tôi thua. Ở đó là đôi tay của quý vị không tốt. Đấy. Không tốt thì lấy cà lê gõ vào. Ngày mai nó sẽ tốt hơn. Đấy, bây giờ tôi sẽ đi mượn đồng hồ. À Toán ơi, chờ mình tí mình chạy qua tiệm hàng xóm mượn cái đồng hồ khoảng 15 phút thì tôi tắt luôn, tí gọi tôi cũng không nghe máy đâu. Chết rồi, mình không có đồng hồ rồi bạn ơi. Thế thì mẹ vỡ nợ. À, mình đi mượn được cái đồng hồ về rồi bạn ơi. Cái này để thang đo bao nhiêu nhỉ? Mình hồi giờ lại chưa dùng đồng hồ bạn ạ. Dùng đồng hồ này chưa quen. Thì hãy tham gia tôi khóa học. Tôi tặng cho cái đồng hồ này chẳng hạn như thế. Tôi sẽ chỉ cho cách đo. Đấy, sợ các bạn và anh em ghê gớm luôn đó. Nhiều anh em gọi tôi sợ luôn đó. Không biết là các bạn có sợ tôi không mà tôi thấy sợ các bạn. Đấy, tôi làm cho anh em người có tâm này. Tôi dựng cái sàn này lên để tôi tựa cái đồng hồ cho các bạn nhìn thấy này. Đó, thấy chưa? Giờ này chết IC cuối cùng do tôi hết. Đấy, cái này giờ tôi phải đo cho rõ hoàng. Rồi, chúng ta để thang đo điện áp 20V DC. Nó hay bị chói hả? Tắt ballast. Đấy, giả nó bị chói đồng hồ nhỉ. Ok. Nhìn thấy bấm số 1 dùng. Rồi, nhớ dây bên trái hàng đầu tiên 12V, dây này là dây mát, tất cả nó đều được IC hết. Rồi, nhớ gắn hai đồng hồ, hai que đo ở bên này. Nếu tôi chỉ như vậy mà các bạn không làm theo được thì tôi thua luôn. Nhiều lúc tôi chia sẻ các bạn bảo thằng này rài rong, rườm rà. Bởi vì tôi sợ mất mát ở trong IC. Đúng không ạ? Thì tùy theo các bạn đo có thể hai dây này với nhau hoặc là tôi sẽ đo với mắt sườn chẳng hạn như vậy. Tôi tắt khóa điện để đồng hồ thông mạch này. Tôi sợ chạm mà. Đấy, tôi sợ cháy cầu chì chẳng hạn như vậy. Rồi, đo cái dây màu xanh biển ra mắt sườn. Thông nha. Đây thông này. Tôi tắt khóa điện rồi nha, nó phải thông. An toàn sợ chập. Ê, tôi sợ chập, tôi sợ tay tôi hôm nay có tí bia tí rượu vào. Ê, pish, cháy cầu chì. Thì tôi sẽ lấy đây cổng mát mát sườn. Tôi đùa các anh em nhé, tôi để tôi dạy cái này cho anh em dễ đo, còn riêng tôi đo mà để cháy cầu chì thì nó tới tận mùa quýt. Bởi vì anh em nhìn thấy cặp tay của tôi cầm đồng hồ thì anh em biết rồi. Nó không bao giờ có cái độ mà cứ rung 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 này cắm là phải chết. Đó. Anh em thấy cầm cái tay đồng hồ không? Kim này giờ nó hơi bị mòn, nó bị ngắn rồi. Cái này là tôi chỉ cho anh em đo cho nó khỏi chập. Đấy, nó sẽ cháy cầu chì ngay, các bạn đo lung tung ở đây nó sẽ chập và sẽ cháy cầu chì. Được chưa? Rồi, ở đây mát có, tôi loại trừ mát từ IC cung cấp tới cái rắc này, ok. Rồi, vậy bây giờ tôi sẽ cắm cái que đen này vào mát sườn bởi vì tôi đã đo có mát rồi. Tôi sẽ tiếp mát ở đâu ở đoạn này. Rồi, trước khi tôi ở đây xem mát ok giờ tôi sẽ dí vào sườn. Rồi, đồng hồ ok. Vậy lúc này tôi đã tiếp mát tốt. Rồi bây giờ tiếp tục tôi sẽ đo nguồn 12V thì anh em phải bật khóa điện. Bật khóa điện này. Sẽ mở cái này ra không hết bình này. Bật khóa điện này.
Có bơm xăng này. Rồi, di chuyển xuống. Rồi, dây màu nâu sọc đen. Xem có điện áp là 11 đến 12 V không? Chúng ta nhìn cái dây số 1 này. Ô sổ sao không lên Tuấn ơi? Ôi trời ơi, đồng hồ ăn chưa xoay ở trạng thái DC V. Đó. 20 V. Đó. Rồi. Số 1 nâu sọc đen. Rồi, 11 V căng đét. Vậy thì lúc này tôi đã đo có mát và có dương. Điện áp là 11 V. Vậy bây giờ tôi sẽ đo với cái dây mà đề được sẽ mất lửa, mất phun. Là cái màu xanh biển sọc vàng. Nhưng xe này đề không được, tôi không cần đo. Nhưng tôi sẽ đo cho anh em. Rồi, 0 V. Tôi tiếp tục chuyển xuống cái hàng thứ hai, đo 3 sợi dây trắng đỏ, trắng xanh biển và trắng đen. Bắt buộc nó phải là trên điện áp trên 7 V nhá. Thông số chuẩn, mời anh em học online. Tôi biết là trên 7 V là được rồi. Đo tiếp. Rồi, 0 V. Rồi, cái này dương 5 V. Rồi, đơn giản như vậy. 8 V đâu mà 8 V Sơn Nam. Làm gì tới 8 V. Rồi, đơn giản. Không thể nào mà tôi đo như vậy mà 4 sợi dây này đều đứt ở trên IC xuống được. Thì chúng ta kết luận rằng IC chết. Trừ khi có một dây không lên, còn tất cả đều lên điện áp. Thì có nghĩa là một sợi dây đứt hoặc đồng thời chết mặt IC. Còn ở vấn đề ở đây 4 sợi dây chúng ta đo sẽ không có điện áp trên 7 V. Thì chúng ta sẽ kết luận rằng con IC này chết. Chứ không có nghĩa nào một con cái dây điện thế này mà đứt hết 4 sợi dây cả. Trừ khi chuột cắn, nhưng dây điện này còn đẹp. Trắng đỏ, trắng xanh biển và trắng đen. Và xanh biển sọc vàng. Tôi đo luôn cho anh em không có điện áp. Có mỗi cái dây trắng sọc xanh biển có điện áp khoảng là 5 V. 5 V. Đây. À, có mỗi cái dây này 5 V thôi, 5 V 4 tôi đọc 5 V được rồi. Rồi, thì chúng ta hãy kết luận là gì? Chết mặt IC. Ok, mặt đề tôi không quan tâm. Dù nó đề được mà xuất hiện cái lỗi 52 này thì nó cũng chết IC. À, được chưa? Rồi, chúng ta đơn giản, chúng ta tháo IC ra, chúng ta thay thế thôi. Rồi, hay cho xin một like để thay cục IC chẳng hạn như vậy. Đấy. Không nôn na, không nghĩ gì nhiều. Rồi, chúng ta sẽ lục hục, chúng ta đi thay IC chẳng hạn như vậy. Quên mất không sao chẳng nhé. Thả like, chia sẻ mặn lên. Rồi, ok. Rồi, chúng ta sẽ đi lấy con IC mới. Và tôi sẽ chỉ anh em đo luôn. Xe đâu rồi? Đây, anh em cầm đây ha. Ừ.
Ok. Rồi, vẫn có bơm xăng. Chúng ta sẽ nhìn lên đồng hồ. Đúng không? Ok chưa? Hết báo lỗi. Còn vấn đề ở đây tôi không nói vấn đề. Ai chà. Vẫn báo lỗi. Chu xa. Lý do bởi vì chúng ta chưa cắm jack là chuyện bình thường. Không có cái gì cả. Này chưa cắm jack thì đương nhiên sẽ báo lỗi thôi. Bây giờ tôi cắm jack vào thì lấy đâu báo lỗi. Đó. Đó. Rồi. Rồi chúng ta sẽ đề thử cái coi. Thì có lẽ là con IC kia vừa xuất hiện cái lỗi 52 và đồng thời chết mặt đề. Rồi, đây. Rồi yếu bình. Đúng không ạ? Rồi nổ. Cái gì đâu? Được chưa? Còn trên này cái lỗi số 8 à? À lỗi số 8 chị tiếp. Lỗi số 8 thì đơn giản. Tí nó xử tiếp. Rồi bây giờ sẽ đo cho anh em như thế này. Kế tiếp này. IC này còn sống này. Được rồi, tôi sẽ đo thông dây mát tắt khóa điện này. Tiếp tục như vậy. Dây bên tay phải, cái mối cài nó lên trên này. Ok, mát tốt rồi. Rồi, bây giờ tôi sẽ đo điện áp 20 dB. Rồi, đo mấy cái dây màu nâu sọc đen nó vẫn là 11V mấy này. Rồi, ok, như nhau. Rồi, tôi sẽ đo cho anh em 3 sợi dây này, trắng đỏ này, trắng xanh biển này, trắng đen này. Nhìn vào đồng hồ điện áp này. Rồi, 7V9. Rồi. Ok. Rồi tiếp tục là dây đề này. Xanh biển sọc vàng này. Rồi, 4 sợi dây phải đều nhau. Đó. Ok, chúng ta phải đo như vậy chúng ta sẽ loại trừ CKB chết. Nếu mà đo 4 sợi dây như vậy không có gần 8V thì đương nhiên sẽ là chết mặt IC. Còn nếu đo được như vậy thì chúng ta hãy thay cho điện toán con CKB. Dù CKB có sống hay là không cũng phải thay. Thì không báo lỗi CKB thì cũng phải thay chẳng hạn như vậy. Thì anh em inbox nguyên nhân tại sao không báo lỗi 52 mà lúc đề được lúc không chẳng hạn như thế. Ok. Yếu bình thì nhiều lúc chúng ta nhấp nhấp không may ở cái vòng tua máy nó nhẹ vậy thì nó nổ, nó cố gắng nó vươn lên nó nổ. Có gì đâu anh em phải ngại. Nhiều chúng ta cố ráng ráng thì nó vẫn đề được một phát chẳng hạn như vậy. Còn nếu nó không đề được nữa có chúng ta phải sạc bình. Đấy, chúng ta hãy lưu ý. Nhưng chúng ta răng ráng nó lại đề được. Ok. Đấy, cần đồng hồ thì comment lấy cái mà đo có mấy trăm nghìn. Đó là hướng dẫn cho các bạn cái lỗi xuất hiện cái lỗi 52 CKB. Còn cái này hẹn anh em trong khóa học này. Cái này mới gọi là phê này. Cái này đừng có nói phép mấy ông mà học về, đừng nói là đo điện áp ok, dùng bóng đèn đo ok là IC tốt. Thì mới ông nên nhớ là bảo mấy ông thầy dạy lại tiếp, bởi vì mấy ông thầy đi chưa gặp cái ban này thì mấy ông thầy chỉ có tới đó, đó. Dùng bóng đèn mới dùng đồng hồ đo thì chỉ có tới đó, đó. Thì chúng ta lại gọi ông thầy đấy nếu gặp cái ban này. Cắt cắt nhá.
Còn cái ban xuất hiện 52 là chỉ chia sẻ các bạn rồi. À, có ăn hết Covid ở thành Đạt, hết Covid sẽ có một khóa, hết Covid sẽ có một khóa. Và bây giờ anh em có tin không, một khóa học online 15 đêm có trị giá là 0 đồng. Bấm OK số 1. Có tin không? Các bạn có tin là một khóa học online 15 đêm nó trị giá sau tương lai chỉ là 0 đồng, khóa sau rồi luôn chẳng hạn như vậy. Mà các bạn có chịu chơi hay không? Có dám chơi không? Các bạn cứ nghĩ rằng có một cái khóa học 0 đồng không? 0 đồng không? Chúng ta lấy lại vốn ngay chẳng hạn như vậy. Bấm số 1, thế nào là 0 đồng? 15 đêm nó còn hay hơn thế này nhiều. Thế này nhiều anh em cảm thấy phê đúng không? Mà 15 đêm nó gọi là phê. Nhiều cái ban nó gọi là kinh điển luôn ấy. Dạo này nhiều ban kinh điển hơn nữa cơ. Cái ban này mới gọi là cắt đo dễ nhẹ nhàng thôi. Mà nhiều anh em gặp vào anh em chẳng biết là cái gì. Đấy, rồi. Chia sẻ bổ mặn quà sẻ lên. Có thể là kế tiếp, ngay chuẩn bị khóa học kế tiếp chẳng hạn như vậy. Phê cái gì, minh mẫn cái bài này nó nhỏ mà ăn. Trong cái phút xăng điện tử 15 đêm nó có nhiều cái hay. Cái này mới gọi là cái bình bình thôi. Cái nào nhỉ? Không đồng. Rồi, thank you. Thì bây giờ nhá, thế này là không đồng này. Trong tương lai nó sẽ là không đồng. Thì trước mắt là bây giờ các bạn đầu tư đi. Không cái đồng này thì các bạn nhận về là có nghĩa là sao? Các bạn không cần phải cày bừa quá nhiều chẳng hạn như vậy. Nó sẽ là không đồng. Tôi sẽ tặng cái món đồ này. Các bạn thay được cái món đồ này của tôi, nó sẽ là trị giá khoa học này không đồng ngay. Nhưng kiến thức nó nhét vào đây, và để anh em kiếm được nhiều tiền nó chui vào cái túi áo này, thì gọi là vô đáng kể. Hãy chịu khó làm có tiền, tiếp tục học khóa cái gì ấy của tôi, chiến lược hoặc là gì nồi nữa. À, khóa này FI có thể là không đồng nếu các bạn đồng tình. Thì khóa học của tôi sẽ tặng anh em bộ tài liệu. Anh em biết tôi bán là trị giá rồi, khoảng mấy trăm nghìn, 400-500 nghìn đi đúng không ạ? Rồi, đơn giản. Chúng ta cứ nghĩ rằng mua bộ tài liệu 500 nghìn không ai chỉ. Mua trên mạng, cầu bơ, cầu bất. Và mua hàng tập tài liệu. Nó tốn khoảng hết vài triệu. Rồi anh Hùng Nguyễn, tí nữa em sẽ comment và anh em hãy xem em nói. Và có rất nhiều anh em mua hết tài liệu, nó phải tốn mất khoảng tầm 2-3 triệu đúng không ạ? Đúng không? Bây giờ nhiều quyển tài liệu các cụ bán 6-700 nghìn, mua cụ này 700, cụ kia 700, mua 3 cụ hết bay mất 2 triệu một. Nhưng về nhà nhìn tài liệu nó chỉ là vịt nghe sấm chẳng hạn như vậy. Chẳng có ai hướng dẫn cả. Ê, nhưng ok, tôi sẽ hướng dẫn hết chẳng hạn như thế. Rồi cứ coi tài liệu của tôi 500, chúng ta đi mua trên mạng chẳng ai chỉ bảo. Rồi một tờ 500 nghìn rơi. Rồi vấn đề còn lại kế tiếp, tôi tặng cho anh em full bộ dây điện, khóa smart key của Lead và AB. Lỡ may về nhà các bạn hoặc là anh em chuột cắn thay vào, lấy bèo nhất phải 2 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu chứ. Tính ra khóa học của tôi là không đồng. Trước mắt là các bạn học về được rất nhiều về phút săn điện tử. Thứ hai, các bạn có bộ dây điện mới kit, khóa sờ bất kỳ luôn. À, đầu tiên là về nhà dùng đồng hồ đo. À, sờ bất kỳ Tuấn dạy rồi, chân này, rack hoạt động full một bộ dây cho anh em đầy đủ. Đấy, thấy chưa? Từ A cho tới đầu. Thì về nhà chỉ cần chuột cắn một phát, múc lấy lại vốn. Lấy lại vốn thì không thể nào nhanh được, tùy theo vào cái duyên của anh em. Anh em cứ nghĩ rằng khóa học tôi tặng cho các bạn bộ dây nó sẽ là không đồng, nhưng các bạn nhận được nó vô vàn kiến thức. À,
đồng tình không? Đấy, bộ dây chỉ cần chuột cắn là thay. Và tôi nói với anh em như điều này này, một con xe thật sự ấy, đúng quy luật, con xe được lăn bắn ở thị trường Việt Nam, nó chỉ có hạn sử dụng cái bộ dây này trong vòng khoảng bao nhiêu năm chúng ta cần thay thế, đúng là quy luật. Bởi vì có rất nhiều anh em bị hằn bộ dây này. Đấy, có thể một bộ dây khoảng 10 năm, tôi dám thử nghiệm xe của tôi luôn, tôi mua lại của những vị khác, tôi thử nghiệm bộ dây ở trong đấy nó sẽ có mấy bộ dây, đặc biệt là dây mát. Đấy, dòng Yamaha thì đó sẽ là cái dây màu đen. Thì bữa nào anh em có những dòng xe Novo SX, Novo 6, các bạn thử xem. Nó bị mo ven thì các bạn sẽ biết rồi. Điện thì nó cần tiếp xúc là gì? Vàng bạc bằng chất đồng. Vàng bạc thì giá tiền nó khá là cao, nên chẳng ai bao giờ làm bằng cái dây điện, dây dẫn bằng vàng bằng bạc cả. Bởi vì nó chi phí khá là lớn. Cái đó là cái để những cái dòng điện nó chạy tốt nhất. Nhưng bây giờ dòng xe máy thì đương nhiên làm như vậy lấy gì mà sống, nên người ta sẽ làm bằng những sợi dây đồng. Trong quá trình nó sẽ bị mo ven sợi dây đồng thì đương nhiên cái đường điện nó sẽ chạy, và đồng thời nó sẽ không tốt. Đơn giản chúng ta cứ nghĩ là nó bị sụt áp chẳng hạn như vậy. Đúng dây điện trong thời kỳ nhất định trong vòng khoảng bao nhiêu lâu chúng ta phải thay. Đó. Thứ nhất là an toàn con xe sẽ chạy không bao giờ bị trục trặc. Cái thứ hai là những cái điểm tiếp xúc cho mẫu cài nó bị mo ve oxy hóa. Đấy, và đồng thời điện đấy nó sẽ không tốt, và đồng thời nhiều lúc nó bị phóng điện chẳng hạn như vậy, bị nhiễu điện chẳng phải. Nhiều cái rắc nó bị bể đấy, nước vào. Đấy, nó sẽ bị nhiễu điện, và đồng thời tất cả nó sẽ báo sai hết. Con IC này nó khôn cực kỳ nha anh em. Cái gì nó không biết. Đấy, chỉ cần một dây mát chung để nuôi cho nó và dây nguồn 12V, các bạn ngâm nước vào thôi, nó cũng lịch phịch. Đấy. Đó thì ok nào, thì anh em comment bộ dây điện mới hoàn toàn. Thứ nhất, học bỏ khóa học 15 ngày này ra, nó rẻ bèo online. Những anh em nào đang bị dịch Covid thì chịu khó học. Học online cảm thấy phê, kiếm được tiền. Sau tương lai có nhu cầu học trực tiếp ở đây, tôi sẽ trừ cái tiền học online ra. Học trực tiếp ở đây sẽ cao hơn chẳng hạn như vậy. Thì ví dụ anh em tham gia khóa học của tôi online 3 triệu, tôi sẽ trừ 3 triệu, các bạn đóng trực tiếp khoảng vài triệu. Đấy, bảo Tuấn ơi, mình nhờ bạn học online, mình cũng cảm thấy về phụ sang điện tử ok, mình làm cũng có số tiền. Bây giờ mình muốn phê hơn, mình vào tận đi Tuấn học. Giá cả như thế nào? Ok, em sẽ trừ anh cái tiền online 3 triệu. Học bài bản, học từ cái đầu tiên là sử dụng đồng hồ đo, rồi những con linh kiện, những con cảm biến, mô bin sườn, quận. Đấy, chúng ta học liên tục tịch khoảng 2-3 đêm. Đêm thứ 3, thứ 4 chúng ta mới thực hành. Với dàn xe ở đây thực hành, đấy, chịu khó nắm bắt thì chúng ta sẽ thành công. A, Black và Lead khóa sở mất kia. Được chưa? Có mà cái rắc IC đấy thì chẳng ai cắt. Chuột nó cắn thì chẳng ai cắt cái bó dây mới của mình ra, mình lắp cho khách hàng làm luôn cả IC. Đấy. Lít 216, 217 anh ạ. À, và lắc 216, 217. Đấy. 220 nó tương tự như nhau, có cái gì đâu anh. Khóa sở mất kia nó tương tự như nhau, nó chẳng có cái gì nhiều cả. Đấy, mới full toàn tập, gửi thêm bộ tài liệu, đóng thùng bộ dây điện, bỏ vào thùng, xuất địa chỉ gửi cho anh em. Đấy, mời anh em tham gia khóa học. Ca này chắc là ca 17 chẳng hạn thế. Thì coi như là không đầu. Được chưa? Chúng ta phải nuôi hy vọng. Chứ nghĩ rằng bây giờ mẹ thằng tay ga thì Tuấn lên trên mạng nó chỉ cái chiều đóng học của nó, mua bộ dây điện này mẹ biết đời cha nào hư. Sống thì phải có tia hy vọng. Sống đừng có ý nghĩ biết chừng nào. Nghĩ như vậy ra tốt nhất đừng có làm nghề. Bây giờ chưa chi là mua về nhà học tay ga thì Tuấn tặng bộ dây điện. Nam mô A Di Đà Phật, ngày mai khách hàng vào thay bộ dây điện. Tại sao lại nghĩ kiếm về tiền học online 2 triệu sớm như thế? Không nghĩ à? Nó đã dạy cho mình ngồi nghiên cứu rồi đã. Nghiên cứu đo kiểm rồi đã.
mà nó dạy mình online đấy, mình thực tập trên con xe mình đi cái đã, chưa học chưa thông, chị có nghĩ rằng bỏ nó 2 triệu nó cho mình 15 đêm online phê thật. Mô Phật mô Phật, ngày mai xe nào chuột cắn để thay bộ dây điện lấy lại tiền học phí. Đừng có nghĩ như vậy, nghĩ xa hơn một tí nữa, bởi vì con đường của mình nó khá là dài, cái biển nó khá là rộng, chúng ta phải nghĩ rộng ra, đừng có nghĩ nhỏ như vậy đấy. Được chưa? Sáng nay tôi mới ký cái lô đất, chiều nay tôi kiếm gần 80 triệu trong vòng 8 tờ giấy. Tôi kiếm được cái gì thì tôi tri ân anh em thôi, chẳng có cái gì phải ngại. Mà các bạn không có chờ được điều đấy. Khi nào cái lộc tôi đến thì các bạn sẽ đến. Đấy, thì đương nhiên tôi bỏ số tiền ra, nhiều lúc tôi làm ăn nó lên, tôi bỏ số tiền ra cả tỷ, tôi ký lời có khoảng 7-80 triệu, nó vẫn bình thường. 8 tờ giấy thì anh em hãy cố gắng đấy, thì đơn giản chúng ta cứ nghĩ như vậy. Mua bộ dây điện về nghiên cứu, chẳng có thằng chó nào Việt Nam để dạy. Mua bộ tài liệu chẳng có thằng chó nào hướng dẫn luôn, tôi nói một cái từ nó thô như vậy. Thì thay vì các bạn học khóa học của tôi tặng cho bộ tài liệu, tặng cho bộ dây điện, được chưa? Lại có một người hướng dẫn đấy, còn cái gì nữa mà các bạn lại không làm? Các bạn còn đắn đo vài triệu bạc, 2-3 triệu bạc làm cái gì? Đắn đo thì chẳng bao giờ thành công được. Đây tôi làm hết khả năng với anh em rồi. Cứ nghĩ cuộc đời này ABT, ABOTO, ABC bờ cờ chẳng hiểu cái gì. À, lên mạng mua bộ dây điện triệu mấy, mua 2-3 bộ tài liệu của những thầy nọ về nhà đọc, nó chỉ có test mắt, nhức cái não này, chẳng hiểu cái gì cả. Thì thay vì đóng học phí, tôi bao luôn tài liệu với bộ dây điện, tôi chỉ cho nguyên cái dàn xe ở đây, từ khóa sờ mất key, ban bận kiểm tra IC fit. Thì nhiều lúc anh em phải suy nghĩ thì tôi cũng thua đó. Cái này là cái tùy tùy anh em, tôi làm hết khả năng rồi. Linh Mai giá rổ gì anh, đọc comment khóa học của em công khai luôn, ăn 3 triệu. Mười lăm đêm từ cách sử dụng đồng hồ, thực hành trên xe, đọc full máy chuẩn đoán, xong tiếp tục sờ mất key, có cái gì múc hết sờ mất key đấy, Honda Yamaha, 2 nút nhấn, 3 nút nhấn, đọc key, hủy FOB, đăng ký. Ba triệu tặng bộ tài liệu, một quyển màu, quyển trắng đen, quyển trắng đen hầu như đủ hết các, gần đủ các loại dòng IC, quyển màu, sơ đồ mật điện, còn trên app anh em kiếm thêm. Rồi chuẩn bị nhận được rồi Thanh Mai. Đấy. Còn bảo bây giờ bỏ ra 3 triệu mua được hơn nửa chỉ vàng, phí tiếc thì chúng ta không cần phải học. Ngày mai xe lại hẳn tiếp. Giả lập thì thua ăn, thần đạt. Giả lập em chẳng có kiếm được bao nhiêu cả. Giả lập thì bữa nào tặng cái gì khoảng vài đêm nữa. Nhiều lúc anh em mua cái đồng hồ, mẹ thật sự tôi lời cho là lời, tôi bán cái đồng hồ lời. Không biết bán cái đồng hồ tôi lời được mấy triệu nhỉ, cái đồng hồ này. Cái đồng hồ là đỏ tôi đo nhiều, lúc anh em bảo mua đồng hồ tôi có tặng online tôi thua. Rồi nhiều lúc anh em bảo mua cái áp bơm, có tặng online không tôi thua, tôi chưa làm điều đấy. Để sau này anh em ủng hộ tôi cảm thấy có cái nhã hứng tôi sẽ tặng. Còn bây giờ tôi chưa làm được. Hy vọng không bao giờ chưa làm được điều đấy, rất mong anh em thông cảm. Nhiều lúc anh em mua cái áp bơm, tôi bán lời cái áp bơm, hy vọng rằng chắc anh em cái áp bơm có mấy trăm nghìn chắc tôi lời được nhiều lắm. Nhiều lúc anh em bảo tôi tặng online, và thì Tuấn có tặng tài liệu nữa không, bảo bây giờ tôi bán bộ áp bơm mà tôi tặng tài liệu nữa tôi móm ngay, thì anh em phải cho tôi sống, tôi ăn tôi sống được thì tôi mới truyền cho anh em công được. Đừng đòi hỏi của tôi cái gì quá nhiều, khi nào tôi cảm thấy ok free được thì tôi free. Còn anh em bây giờ mẹ cứ lấy hết cả tiết cả máu tôi lấy gì mà uống, thì tôi thua. Có rất nhiều anh em hỏi tôi những câu đấy, tôi rất buồn cười và trả lời cho anh em rất là hay và buồn cười và tế nhị. Mình mua thì Tuấn bộ áp bơm, Tuấn có tặng mình tài liệu không?
nhiều lúc các bạn lại nhấn sâu phát nữa bảo có tặng cho mình nhóm học online không. App bơm anh em bảo bán lời bao nhiêu? Tôi bán app bơm và cái đồng hồ đo tỏ đỏ trong nấy mà để tôi mua được cái lô đất khoảng 1 tỷ tôi tặng hết từ lâu rồi. Hỏi anh em bán app bơm mấy cái đồng hồ mà trên Việt Nam thằng nào mà mua được nhà 1 tỷ thì tôi tặng hết cho anh em điều đấy. Đấy. Thì hy vọng là anh em phải thông cảm. Em chỉ bán áp bơm thôi, còn cần gì thì anh em hỗ trợ chứ em không tặng được. Em ở đây em đang nói là nhiều anh em bảo mua áp bơm, có tặng tài liệu nhóm học online không? Đấy, có rất nhiều anh em nhắn tin tới vấn đề điều đó. Chưa đến lúc em làm điều đấy. Sẽ có nếu em còn sống và Đình Tuấn còn sống, Tuấn sẽ hứa với anh em bóng đèn này, trong tương lai sẽ mua đồng hồ và áp bơm, sẽ tặng anh em nhóm học online. Tuấn sẽ đứng ra 15 đêm để dạy, nhưng chưa biết lúc nào, cũng không xa đâu. Mà chúng ta đừng có chờ đợi tới cái đó làm gì, chờ đợi tới cái đó thì nhiều anh em khác nó ăn hết rồi. Và anh em biết, chẳng qua anh em chưa học đâu, nhiều anh em học rồi biết. Anh em cứ nghĩ rằng tôi dạy online 15 đêm, tôi đứng đây tôi nói để anh em hiểu, mẹ nó còn gãy lưng, muối nó cắn này, nó nóng này, nhiều lúc tôi không dám bật cái quạt to, tôi sợ anh em của tôi học ổn. Anh em nào học của tôi rồi thì anh em biết. Đấy, cái quạt này tôi bật to, nó sợ nó gió. Đấy, tôi sợ anh em ổn. Đấy, đôi khi tôi phải quay cái quạt nhỏ xa tôi đây, đây cắt hơn 2 mét cho nó khỏi rõ vào. Và cái mắt của tôi nó dạy trong một khóa học, anh em biết nó mờ phải không? Nó khác với tôi live stream nó xa cái điện thoại. Tôi dạy học anh em cái điện thoại nó cắt tôi bèo nhất khoảng 10 phân cho tới găng tay. Bởi vì tôi phải nhìn xuyên qua điện thoại, không mà tôi nhìn ở ngoài này hoặc là tôi xa, tôi thoải mái được. Cái mắt tôi phải căng đét, phải rọi cái đèn sáng như con sen lúc nãy chẳng hạn như vậy. Mà đâu phải dạy như vậy đâu, tôi còn nghiêng ngả ở trong cái động cơ từng cái học ga. Nên nhiều lúc các bạn lấy các bạn mẹ 2 triệu các bạn bảo thì mẹ nó to như cái núi. Tôi nói thật, các bạn học rồi các bạn mới biết. Mẹ ánh đèn nó chung quanh tôi cái bóng led này các bạn. Nghĩ nó soi thế nào. Mẹ soi mẹ rã bồ hôi nếu cái bóng led này các bạn đứng gần. Nó mới sáng cực cho anh em học. Cho anh em biết cái cục điện thoại đầu tư pin nào, sạc liên tục điện thoại. Dạy cho anh em 2 tiếng, hơn 2 tiếng mẹ điện thoại nóng ran, đơ điện thoại luôn. Anh em phải hiểu điều đấy. Tôi biết rằng nhiều lúc anh em bỏ ra tôi 3 triệu nó to như cái túi rồi, nhưng anh em phải thông cảm. Đấy. Anh em phải cảm nhận điều đấy. Nên chúng ta phải thông cảm. Tùy theo lúc. Bây giờ tôi đang làm ok bộ dây điện này, mua đi, về nhà thay cái bộ tài liệu. Đấy, tôi chia sẻ các bạn, anh em nào học được thì tốt cho anh em và anh em kiếm tiền. Còn bây giờ phút này tôi hy vọng rằng từ phút này đi lên, tôi chập ở lên trên mạng để tôi hù ma dọa khỉ, để tôi nít hot ai tôi kiếm tiền. Thật sự bây giờ tôi vẫn lên mạng, tôi vẫn kiếm tiền được thì tôi dư giả. Còn hiện tại tôi có thể hạ màn ở trạng thái sống phà phà ở cái tuổi 30 mấy tuổi, tới khi nào không sống được nữa thì tiền cũng không hết chẳng hạn như vậy. Dám hứa với anh em có bóng đèn này luôn, chứ không phải là tôi không lên trên mạng này tôi lừa đảo hoặc là tôi hot hay để kiếm tiền anh em. Ngày mai tôi đói rồi, tôi hứa với anh em không bao giờ tôi đói. Nếu bây giờ tôi không làm gì luôn, tôi sợ tôi không làm nữa tôi ngu thôi. Cái não này tôi bị thần kinh, bởi vì tôi hiện tại còn rất trẻ, tôi không làm thì nó bị ngu người chẳng hạn như vậy. Còn để tiền tôi không có nhiều, nhưng để bây giờ tôi không làm nữa, ăn xong tôi đi uống cà phê chẳng hạn như vậy, sống hết kiếp không bao giờ hết tiền chẳng hạn như thế. Nói thẳng luôn chứ không phải là nổ. Nghe bộ dây điện riêng em mua có cái giá mẹ nó ok cho em luôn. Lê Tưởng Bình Dương ở cái nhóm nào đang xem đây à? Lê Tưởng Bình Dương mẹ đuổi đi Tuấn ra nhóm mà lúc nãy đâu thấy Lê Tưởng Bình Dương, đây là anh em nào vậy? Vừa rồi cậu này kích tôi ra khỏi cái nhóm rồi thì phải. Không biết Lê Tưởng Bình Dương đây có phải cái nhóm hội Lê Tưởng Bình Dương không biết.
Mẹ riêng anh em nào ok comment tôi bán cho bộ dây điện thì mẹ nó rẻ thì còn hơn cả cho như vậy. Hứa với anh em tôi làm được cái gì tôi làm điều đấy cho anh em. Nhiều lúc thật sự tôi cũng là những con người, cũng là một người thợ xe máy, kiếm tiền cũng là vất vả như bao nhiêu nhiều anh em khác. Ở bao nhiêu năm rồi, bây giờ tôi mới ngoi lại được. Có chẳng hái bây giờ tôi không cầm cà lê nữa, anh em nhìn thấy đôi bàn tay không? Nhưng tôi kiếm tiền là vấn đề khác. Bởi vì đôi bàn tay của tôi rất rất nhiều máu chẳng hạn như vậy. Những cái búa nó va đập, những cái kìm, những con vít nó xiên tôi khá là chảy máu. Thì bây giờ tôi mới được nhàn nghỉ như thế này. Còn những cái cảnh mà để tôi nói nhá, nhiều cái thằng làm xe mà thì mẹ nó nổ như bom tay nó mà mẹ vẫn còn rồng nhớt thì mẹ đừng bao giờ xỉ mặt tôi chẳng hạn như vậy. Tôi nhấn mạnh điều đấy, những anh em của tôi là tôi bình đẳng hết, bởi vì những anh em của tôi là ai cũng khổ. Còn nhiều cái thằng mà thì mẹ nó hơi tí, nó cứ dạy đời mà đôi tay nó nát thì tốt nhất đừng bao giờ dạy tôi chẳng hạn như thế. Mẹ đôi tay phải như thế này này, nói chuyện nó mới gọi là ok chẳng hạn như vậy. Còn nhiều lúc mẹ sửa xe há mồm vấn đề trên mạng thì mẹ quát tháo anh em coi anh em chẳng là gì. Đúng không? Phải nhìn thấy đối tượng chẳng hạn như vậy. Còn anh em ở tôi với đây là bình đẳng hết. Anh em của mình ăn khó khăn, tôi thích là người bình đẳng. Tôi có bao giờ ăn mặc quần áo đẹp tôi lên đây live stream nhiều không? Tất cả quần áo dầu nhớt bình thường hết. Bán hả? Thằng Đạt, bao nhiêu bộ dây điện này thì rẻ, inbox cho em, ở trong này nó nhiều thành phần không tốt. Trong này có rất nhiều anh em mà nhiều người không tốt. Thì mẹ comment ở đây khác thì mẹ tôi tự giết tôi chẳng hạn như vậy. Còn anh em nào nhiệt tình cảm thấy thích cái chất của tôi, comment Zalo số điện thoại. Ok cho anh em cái giá đẹp. Thế thôi. Ở đây thà một cái nhóm tôi công khai luôn. Ở đây là cái trang mạng fanpage tôi livestream. Có nhiều người trong này không tốt chẳng hạn như vậy. 100 người xem thì có thể 2 người không thích cho tôi. Lê Tưởng Bình Dương. Anh em Lê Tưởng Bình Dương này phải ở cái hội trang nhóm, lập ra một cái nhóm gì ở Bình Dương không nhỉ? Cho Đình Tuấn hỏi phải không nhỉ? Chứ mình ở đây không cầm điện thoại, mình không tra được hình ảnh. Phải, thì anh em hãy bấm cho cái ok. Phải à? À anh em biết hết đúng không? Thì vừa rồi chẳng có cái gì đâu, xích mích dạo đợt trước chửi nhau in ỏi ở mình vào comment ở trong cái hội ở Bình Dương, nhiều anh em comment gì đấy. Đấy thì anh em Lê Tưởng Bình Dương kích mình ra khỏi hội, nói chung cũng vui vẻ chẳng có gì cả. Nên cái cuộc sống này ấy, thì mình cũng chia sẻ với Lê Tưởng Bình Dương với nhiều anh em nè. Đặc biệt chúng ta muốn lập ra một trang nhóm hội gì thì tất cả những cái điều mà xung đột chửi nhau thì anh em ấy phải biết cuộc sống này nó phải đúng và sai như thế nào. Chúng ta đừng có nhìn ở hai khía cạnh khác nhau và hãy phải chịu khó nhìn hai bên, bên nào đúng bên nào sai. Bởi vì cuộc sống mà, chúng ta phải nhìn, cần phải nhìn xa và nhìn nó đúng hơn. Thì Lê Tưởng Bình Dương thì cũng hiểu tôi hay là không hiểu tôi thì tôi cũng chẳng quan trọng ở vấn đề này. Bởi vì bạn ở đâu ở Bình Dương, bạn lập ra một cái hội để chia sẻ về cái phun xăng điện tử thì bạn lập ra một cái hội thì tốt cho nhiều anh em tay nghề yếu để vào trong cái tham khảo cái hội. Và nhiều lúc thật sự tôi vẫn còn trong cái hội Lê Tưởng Bình Dương thì có nhiều người không thích tôi và có thể comment cảm thấy không hay thì tôi phải thách thức. Thì nhiều lúc Lê Tưởng Bình Dương cảm thấy không thích tôi. Và tôi cũng nhấn mạnh anh em cảm thấy chúng ta chơi được với nhau và tình nghĩa anh em, bạn muốn xem ở tôi ở trong cái live stream fanpage
thì tôi không nhìn thấy, bởi vì có cái điện thoại này tôi không thể nhìn là cái trang, tôi chỉ nhìn thấy Lê Tưởng Bình Dương. Với tôi là chuyện là vui vẻ trong cuộc sống này. Còn tôi xin thưa rằng bất kỳ kể cả cái hội Lê Tưởng Bình Dương hay bất kỳ một cái hội nào ở trên Việt Nam này, các bạn nhập ra một cái hội tốt cho anh em, chứ không phải tôi cần cái hội của các bạn để tôi giao lưu, để tôi học hỏi kinh nghiệm đó. Thì chúng ta là anh em cả, câu chuyện chúng ta phải biết đúng biết sai. Đã là một ông chủ thiết lập ra một cái hội ba một cái hội, thì chúng ta đứng ra chúng ta quản lý cái hội, thì chúng ta phải biết là những thành phần nào sống nó có chất, hay là nó chỉ là những con bọ, hay là những con thành phần không có tốt vào trong cái comment đấy. Thì phải biết đúng biết sai và đồng thời phải chặn đối phương lại. Bởi vì tôi chia sẻ với các bạn này, cuộc đời này ấy, khi mà sống ấy, bon chen ganh ghét nhau, đua nhau, chém nhau, bốc phốt nhau cũng chẳng được gì. Bởi vì anh em biết cái Covid này rồi, khi chết chẳng có đất mà chôn thì phải mang thiêu. Mang thiêu thì anh em biết rồi, đúng không ạ? Thiêu xong thì nó chẳng có cái gì, xương người với cái hòm nó đốt cháy ra than hết. Thì đương nhiên người ta mở ra thì cái người mà chuyên làm cho cốt thì người ta chỉ cần lấy cái gì, anh em quá quen thuộc rồi, gọi là cái cuốc. Người ta cào cào những cái cục than nó rớt ra ngoài chẳng hạn như vậy, còn ít xương thì người ta gom lại vào cái máng chẳng hạn như vậy, rồi người ta đổ ra một cái nền sạch, có thể người ta chia hai chia ba múng, mỗi người một tay để gấp gấp cái xương, gấp 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 cái xương, rồi để làm cái gì đơn giản cho ta hiểu, vào cái gì à, chúng ta nói nôm na là vào cái cối xay chẳng hạn như vậy à, bỏ vào trong cái đậy nắp xay, thì những cái xương đấy nó là mịn ơi là mịn như cho, chúng ta mới đổ vào cái hũ. Còn vấn đề còn lại chưa chắc đã xương mà lượm được hết. Đừng có nói là ừ phải lượm cho hết xương. Bởi vì chúng ta, những người đấy có phải người nhà chúng ta đâu. Lượm những cái gì nó to nhất. Còn những cái xương nhỏ nhỏ đấy, đúng không ạ? Lẫn lộn mới cho, thì người ta hốt vào vài bịt bóng, đưa về, bỏ đâu thì bỏ. Còn cái kia thì gửi lên chùa chẳng hạn như thế. Thế cuộc sống này nó quá nhỏ nhoi. Hoặc đồng thời có gì ra một cái bờ sông lớn, đứng trên cái cầu, mở nắp cho cốt thả, trôi sông cá nó táp hết. Thế cuộc sống này chúng ta phải biết đúng biết sai. Ghét nhất là nhiều cái hội, và đặc biệt những cái băng đảng, gọi là những cái nhóm, những cái hội băng đảng, nhiều anh em gì gì, nhiều lúc chẳng biết đúng biết sai. Một cái hội tầm có khoảng 100 người cũng là một cái hội tình nghĩa anh em, được chưa? Rồi 100 người đấy, 100 người đấy, 100 một cái hội, lỡ may một người ở trong cái hội đấy có một cái điều gì xích mắt xích mích với người ngoài, sinh ra chửi nhau, thì ở trong cái hội đấy còn 99 người thì phải biết rằng cái hội của mình thằng đấy đúng hay là người ngoài đúng. Người ngoài đúng thì bảo cái thằng ở trong hội mình thôi bạn à, sai thì thôi, thôi bỏ qua cũng được. Ghét nhất là 99 thằng ở trong cái hội đấy lại a du a còng một thằng đấy vào bốc phốt chia sẻ, coi cái thằng ở bên ngoài chẳng biết gì, thì chứng tỏ cái hội đấy chẳng là cái gì cả. Bởi vì một thằng đúng, một thằng sai mà 99 thằng đúng, mà 99 thằng kia không không có biết là câu chuyện này nó xảy ra như thế nào, chỉ biết rằng nó là hội của mình bân nó, giống cha mẹ bân con mà không biết con nó đúng hay con sai, thì thằng con của mình sau tương lai nó sẽ làm mất dạy. Bởi vì nó gì, nó ỷ, nó làm sai thì có ở bên trên bao che cho nó làm sai thì có bố mẹ nó bao che cho nó đi cờ bạc thua thì ông bà già mang một đống tiền đi chuộc nó về, nó đi vay xã hội đen đòi nợ nó thì bố mẹ nó quá nhiều tiền
bố mẹ nó đi trả, nhưng về nhà vẫn dung túng nó, thì ắt thằng ấy trong tương lai nó sẽ giết ông bà nó bất kỳ lúc nào, nếu ông bà già không còn tiền để chi cho nó nữa. Đó. Nên cái cuộc sống này, tất cả cái cuộc chơi chúng ta phải hiểu đúng để chúng ta chơi. Bởi vì chúng ta cũng là một người thợ xe máy cả. Thằng nào cũng khổ thôi. Chẳng có thằng nào mà sướng cả. Thằng nào sinh ra sướng thì chẳng có sửa xe đâu. Tôi nhất định một điều đấy luôn. 100 người nếu sinh ra sướng thì chỉ có một người đó yêu nghề. Còn 99 người khổ. Lặm cặm cụi đi học cái nghề này. Bị những thằng chủ cảm thấy nó vô lương tâm. Nó sai, nó khiến. Nó chỉ cái này, nó giấu cái này. Nhiều lúc cái này mình nhìn vào nó chậm vào lơ đi, nó không chỉ, nó sợ mình ăn trộm nghề. Các bạn hiểu điều đấy không? Mà mình lúc nào mình cũng phải làm tốt cái công việc. Lúc nào mình cũng phải nịnh hót cái thằng chủ của mình, để cho nó dạy ít nghề cho mình, để mình có tí nghề, để sau này mình ra xã hội mình dễ được sống, mình có tay nghề mình dễ đi kiếm cơm, mình xin việc nó dễ hơn, đồng tiền lương cao hơn. Tất cả đồng tiền lương cao thì để làm gì? Để cho cuộc sống này. Và cuộc sống có nhiều của anh em còn gia đình cha mẹ, con cái ở dưới quê rất khổ, phải xa vợ, xa con gia đình, lên những thành phố lập nghiệp đi sửa xe. Đấy. Thứ nhất là vừa nâng cao tay nghề, vừa kiếm được ít tiền lo tiêu ở cuộc sống quá khổ. Làm mãi cả cuộc đời nhiều lúc không mở được cái tiệm. Tôi cảm nhận được điều đấy bởi vì tôi đi khá là nhiều. Bởi vì tôi hay có tò mò, tôi hay nhìn. Đấy. Chứ không phải là tôi đi vào cửa hàng ấy. Tôi chỉ cần biết là chơi với thằng chủ thôi, thằng lính tôi chẳng có để ý gì, tôi để ý khá là nhiều. Nên tôi cảm nhận được điều đấy, kể cả những bữa ăn trưa. Tôi cảm nhận được điều đấy. Tôi cũng như các bạn mà. Đâu phải tôi sinh ra một phát tôi làm thầy giáo dạy các bạn đây đâu. Tôi sinh ra tôi còn vá tét tay, tôi vá xe đạp cơ. Nên tôi cảm nhận được điều đấy. Cuộc sống này chúng ta rất khổ, nên chúng ta hãy cố gắng. Làm được cái gì cho nhau thì làm. Cái gì miễn phí được thì phải miễn phí. Cái gì cần lấy tiền là những anh em khác phải thông cảm. Mất tiền đi đúng chỗ nó xứng đáng với đồng tiền mình bỏ ra. Đó là cuộc đời này mình may mắn mình không gặp người bị người ta lừa mình. Còn cuộc đời này mình không may mắn mình tin tưởng chỗ nọ, kiếm được vài triệu mình thả vào bị người ta lừa. Bởi vì cái số mình cảm thấy không may mắn, mình tin lộn người. Và hy vọng rằng tôi sẽ không bao giờ tôi làm được điều đấy cho các bạn. Tôi dám hứa với các bạn, bất kỳ một thiết bị gì, còn cái máy móc chuẩn đoán thì không phải tôi sản xuất ra. Có thể ở trên Việt Nam này nó đang đấu đá nhau, thằng này bán giá này, thằng kia giảm giá, tôi không thể nào tôi nói được. Bởi vì nhiều lúc anh em mua, lúc đấy nó chưa giảm giá thì giá nó cao. Chứ không phải tự nhiên tôi đôn giá lên được thì anh em phải thông cảm. Còn bất kỳ cái thiết bị gì tôi bán bị lỗi gì, anh em cứ thoải mái, tôi bảo hành được cái gì tôi bảo hành cho anh em. Anh em trả lại tôi. Tôi dám làm điều đấy với anh em luôn. Chẳng hạn như vậy. Còn máy móc thì tôi không dám. Hư gì thì tôi bảo hành cho anh em. Còn vấn đề mà giá cả thị trường không thể nào tôi nâng lên được. Tôi tặng các bạn còn chưa hết mắc mớ là tôi nâng. Có chẳng qua thì cuộc sống này nó phải cẩn thận cạnh tranh. Nó như kiểu cái hãng Honda và Yamaha vậy. Hôm nay con A Black giảm giá thì phải 3 triệu Việt Nam đồng. Dán cái băng rôn to. Đi nguyên cả cái head Honda này. Đi mẹ đi hết cả cái phường này. Loa. Honda tiệm này hôm nay xe lít này biên bản 2021 giảm giá cho quý khách hàng 3 triệu. Thì 3 ngày sau sang Yamaha nó lại tiếp tục đi pha. Nó lại giảm giá con xe này 4 triệu chẳng hạn như thế. Thì cuộc sống này tôi không biết được điều gì. Thì hy vọng rằng chúng ta mua trước thì chúng ta ở cái giá cao thì chúng ta kiếm được tiền trước. Thì nhiều bởi vì sao? Nhiều sau này chẳng ai biết được điều gì. Còn nhiều anh em có tiền rồi thì anh em cũng đi trước. Bởi vì nhiều anh em không có tiền thì phút này người ta mua, may mắn không may, mỉm cười với người ta thì người ta được giá rẻ. Thế thôi, giá rẻ thì sẽ là gì? Kiếm tiền sau. Còn mấy ông kia mua máy vì chân lật nhau khoảng 3-4 triệu thì mấy ông kia kiếm được 10 triệu. Tại sao chúng ta lại không nghĩ chúng ta lại bỏ hầu bao khoảng được 7 triệu? Đó là chuyện quy luật. Có chất thì có chất, có mức cái ông nhà bán máy. Cứ lao đao đua đòi thì cuộc sống nó phải đua đòi. Nó như kiểu Honda, Yamaha, SQM. Nó như cái ba cái máy hiện tại rẻ tiền nhất là Essigro, tôi không nói rẻ. Rồi MST, Smartoon, Motosike. Thì trong tương lai ba cái máy đấy giá tiền cao nhất thì có phải có một ông lên ngôi
Tôi nói ba cái ông đấy thì trong tương lai sẽ có một ông lên ngôi như kiểu Honda. Đấy, và đứng thứ nhì tiếp tục sẽ là IA. IA sẽ không tiêu thụ bằng Honda. Và tiếp tục đứng sau của IA nó sẽ là SQM. SQM cách đây khoảng 10 năm về trước, nó là ông vua bán xe của SQM. Gọi là những cái dòng xe Attila, Victoria, Elizabeth, nữ hoàng. Thì những cái dòng đấy dạo ngày xưa đấy, những Honda, Yamaha chưa ra những xe ga đẹp. Nên ở Sài Gòn hay bất kỳ một thành phố hoặc là tỉnh thành nào, người đưa phụ nữ người ta rất thích là con xe Elizabeth, chưa phải phun xăng điện tử. Sau này tiếp tục ra Elizabeth, nữ hoàng, phun xăng điện tử. Thì SQM dạo đấy hot nhất và hàng chạy nhất ở cái thời điểm những cái dòng xe Elizabeth. Thì sau này Honda sẽ sản xuất ra những cái dòng xe AB, đúng không? Lead đầu tiên AB. Đấy, dần dần này Honda sẽ nắm thị trường. Đấy, rồi hiện tại thì đang là IA đứng thứ hai chẳng hạn như vậy. Còn Piaggio dạo này có vẻ là chuẩn bị bán về chai hết rồi. Đắt tiền, bán lỗ, không chuộng, đi sửa thì đắt, chạy chẳng ra cái hồn gì. Riêng dòng xe Vespa chẳng hạn như vậy, Honda dễ sửa. Đấy, chẳng hạn như vậy, đồ nó mua cũng rẻ. Còn Suzuki thì mua đồ nó hiếm, nó đắt chẳng hạn như vậy. Thế thì anh em thợ làm biết chứ tôi không bảo là tôi chia sẻ cái này mà tôi đụng chạm tới cái ông hét này, ông hét kia. Tôi đang nói nôm na cái máy chuẩn đoán chẳng hạn như vậy. Thì trong tương lai khoảng 1-2 năm nữa thì máy nào lên ngôi là biết ngay. Thì chúng ta cứ nhìn đấy. Còn ông nào khoảng 1-2 năm mà nó cứ hay hư liên tục hay bảo hành thì anh em cũng biết ngay. Còn bảo bây giờ mới ra thì chưa chứng minh được điều gì. Nó khác với con xe. Nó khác với con xe là ở cái mẫu mã này nó đẹp, mẫu mã này nó xấu, thì chúng ta có thể nhìn được ở bên ngoài. Còn hiện tại là cái máy chuẩn đoán nó đang là cái linh kiện điện tử. Đấy, thì anh em cứ tham khảo sai thì trong tương lai sẽ biết những cái máy nào nó độc cô cầu bài. Thì cái đó chúng ta phải có thời gian thì chúng ta mới hiểu. Nó khác với con xe. Con xe đi vô hãng Honda, xe này đẹp, máy thì động cơ mình biết rồi, nhìn một người thợ. Còn cái linh kiện điện tử nó như con IC này thì làm sao mà biết. Một thằng bán nó chỉ cần bao mày nổ 2 ngày sau hoặc là mày nổ khoảng 30 phút sau thì chết. Thì chúng ta chẳng biết bố được cái trong này. Được. Đấy. Rồi thôi bây giờ cũng là muộn rồi, 22:30. Những câu chuyện nó luôn luôn mang cho anh em những cái thú vị, những cái căng thẳng, những cái thật nhất, những cái chuẩn nhất, những cái cảm thấy nhiều lúc hài nhất ở trong cuộc đời này. Nó phải là nhiều lúc cuộc sống này phải có cái sự căng thẳng, hài hước, chuẩn men thì cuộc sống này nó mới là cuộc sống. Còn cuộc sống này mà căng thẳng quá thì chẳng có gì hay. Cuộc sống này mà cứ nít bợ nhau quá, mà cứ ngọt nhau quá thì chẳng có cái gì còn nói cả. Bởi vì chỉ có ngọt, mật ruột, mật ngọt thì chết ruồi. Bố nào thích ngọt thì nó như bầy ruồi vậy thôi. Ruồi bây giờ cho ít mật thì mẹ nó bu như ruồi. Đấy, thế là bu vào, thế là dính là chết hết. Không có lối thoát. Trừ khi con nào mạnh quá bay ra sớm. 10 con thế có thể 3 con bay ra kịp, 7 con thì tỏi. Cái cuộc sống là như thế. Đúng không? Rồi, xin chào mọi người. Chúc cả nhà có một giấc ngủ ngon bên gia đình người thân. Chúc cả nhà ngày mai mở cửa hàng, thắp nhang ông địa, lạy khấn và được nhiều khách hàng ở gần hay ở xa mang vào ủng hộ để chúng ta có một thu nhập tốt. Thu nhập tốt thì cuộc sống này sẽ cười suốt ngày. Bởi vì có tiền thì chỉ có cười thôi. Bởi vì có tiền thích mua cái gì thì cũng được. Không có tiền thì phải cần suy nghĩ. Giống tôi không có tiền chẳng hạn như vậy, cần mua xe đạp 100 triệu tôi đang đắn đo. Đấy. Tôi đang đắn đo bây giờ tôi mua xe đạp rẻ khoảng 10 triệu, còn 90 triệu tôi đập con SH. Đấy, tôi về nhà tôi lại dạy anh em kiến thức. Còn bây giờ mà tôi lại không đắn đo, tôi lại bởi vì tiền tôi nó chưa cho phép. Thế bây giờ tôi đập cái xe đạp khoảng 100 triệu thì tôi mất con SH. Với tôi ở đây không thành vấn đề đi xe đạp hay xe máy, tôi mất còn xe SH không dạy được các bạn chẳng hạn như thế. Đấy, để tôi đang phải tính toán thì có thể nó hơi bị đau đầu. Còn bây giờ trong tay tôi bây giờ vứt ra đây một phát tỷ thì tôi chẳng bao giờ tính toán. Bởi vì mua xe đạp 100 còn 900 thì nó nhiều. Bởi vì trong tài khoản bây giờ ngân hàng chỉ còn 100. Nên tôi phải đặt cái câu hỏi.
Làm nghề gì? Nhân giò. Làm nghề mà lương bằng cái lương tâm của chúng ta, làm bằng cái nghề chúng ta gọi là, không gọi là cái từ phạm pháp ấy. Thì thứ nhất là bây giờ chúng ta phải chịu khó, và đồng thời chúng ta phải có vốn, chúng ta kinh doanh, và cái thời nó đến thì mới có. Em ở đây không có chia sẻ cái vấn đề là phạm pháp, chấn lột, đi cướp ngân hàng, cái đó là phạm pháp, cái đó đi tù ngay. Ở nhà ăn cơm với vợ, được ngủ với vợ, được ôm vợ, không chịu, bây giờ muốn ôm trong kia rồi, bốn bức tường, đúng không ạ? Thì đôi khi cái chúng ta bị mất kiểm soát, nóng nảy quá, nó sợ ra cái đó. Thì có thể là có gì thì các bạn anh em cứ làm, còn bữa nào có cái gì đấy thì tư vấn, thì Điểm Tuấn sẽ tư vấn cho toàn thể anh em. Hôm nay nó hơi bị mệt, nói có gì nó không thể nào hay cho lắm, bởi vì cái sức hôm nay nói ra có thể nó hơi bị mệt, thì rất mong anh em thông cảm. Rồi, xin chào.